85, 85. 41 ơi, là do ông Dương lỗi ơi. chứ nó lỗi gì. Ờ, Rabo qua cái lều sau quét thì mi cái cho rồi, cho nó loạn nè. Vừa lấy vợ mà reo lên 1.1. Dương ơi, Dương ơi. Hả? Sao từ HQ. Từ từ không nghe. Rồi, bữa nay Mastin Blick hả? Mastin Blick là Grip Gidget. Mày biết là Du không vô cho dù không có sách clip, Du cũng ngồi trên sân chính này cho nên Du làm cho Du làm sách sách clip luôn. Anh ghi ra ly ra đừng có bị quá cười bắt. Cái gì vậy? Muốn nhận mắt rồi. Ồ má, mày bắn vô đầu Du bây giờ. Mày cũng tê với mắt thì con ơi. Chờ đâu, chỉ đâu căng. Ủa, cho này vô Marvel chứ. À không, chắc rồi. Ồ, cho đi qua đây à? Ờ không, chắc vô trong ấy thôi. Chứ Johnny này đi với Maybe mà. Ờ. Mắt có gì đừng có tự tiện bơm chất gì vô người tôi nghe chưa? Tao tự tiện gì đúng chất thôi chứ. Ủa cái gì? Định lại gì? Cứ liều, liều Epin, liều một phim. Chơi đủ. Vậy thôi, gì đâu. Ở dù không có bản địch đó. Có mà. Có mấy cái bản địch đó. Ờ, 17, 17, 27 là nhiêu? 44 hả? Ờ. Phải. Các bạn lộ vô ít ra luôn. Ừ, mấy bữa chơi ốc kia đồ ba lô nhiều, đem quá trời đồ luôn. Mày đích mà đem mười mấy băng đạn ăn thì xong rồi hai mươi mấy túi máu. Đã qua này phèn. Ủa sao còn bốn người rồi? À chú. Đã có vui nữa mà. Ao là chắc đỡ gì á. Ờ, bè vô. Cái gì vậy? Cho lui vô thật à? Tại hồi vô lớp à? Trời thật, what the fuck? Không biền với lại baby làm bé gì bên đó vậy? Đó, đứng chào luôn, đó nè, đó đứng chào nè. Đồ má, đủ mẹ nó. Nói chuyện vô văn hóa, má lâu đủ mẹ. Nhìn xuống dưới chân, nhìn xuống dưới chân của Du là thấy nguyên chữ alpha dưới đó kìa. Cẩn thận cái mồm mình đi. Đó, nhìn thấy xuống dưới thấy chữ âm nguyên chữ alpha không? User joined your channel. Đủ mà. Bè, bè vô CEO rồi luôn. Thấy không? Ê, mà tại sao mình phải chửi? Mà quan, tại sao? Tại bây giờ quyền, tại sao mình chửi nhau? Tại vì cho này đúng không? Đồ quá, tại vì cho này đúng không? Đúng đúng. À, bên kia cục xúc quá. Sống dài HQ to CEO. Ờ, hả? Chưa phải CEO đất kia chứ? Ừ, CEO đất. Ừ đó. Cho bị cho rất năm là anh người. Vui ơi, qua bao vui ơi. Nay hình như hơi vắng nhỉ. Ờ. Không hay mấy thằng người. Thấy vắng hơn mọi khi á, mọi khi thấy có cả Delta nữa mà. Nay có Delta không? Không, mình phải bao bóp, đâu có Delta đâu. Quyền có kêu vô đâu, vô qua bao đi. Chắc do người không đủ. Rồi nghe nè, maybe qua Alpha, Jun qua Bravo. Cái gì vậy? Mày lít à? Mày lít à? Ok. Hey, Johnny. Ủa má, hey, lâu lắm rồi mày với Johnny mới đi chung á. Cả cấu à. Hai ông sơ trình. Hai ông sơ trình đi với nhau. Anh mày tính hàng Maybe mà Bravo làm có mày đích lên đây nhảy qua đây luôn. Cũng bị dắt chơi quá. Thôi thôi. Johnny qua Bravo đã khá ly Johnny. Tính ra là nếu còn mỏi Delta là mình chưa chơi thôi nhỉ. Ủa, Delta giờ phải xóa sổ rồi. Không, Delta thì hay xui lắm. Bây giờ Delta là do không đúng người đúng không? Đúng rồi, không đúng người á. Bè vào cái đợt mới vô, đợt mình mới vô đông cấp. Cái đợt mình mới vô cũng một hai ọt đó là có Delta đó. Một mình vô dùng với nhau đấy. Vô hồi đợt mày ốc nào ta? Đi vô hồi 15 tháng 9 luôn đó. Vô hồi thôi. À đúng rồi. Thì bọn mình vô chung là nó bạn với nhau mà. Ờ. Ừ, mình ban cho bạn mình chung đợt không ạ? Ờ đúng rồi. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Đợt còn có thì... ông Kim, ông Trang gì nữa mà tao giờ thấy mất tiêu rồi. Xin nè, hiệp ma nè. Đúng là quá trời, đợt đó quá trời cái chơi được ngóp hay ốp cái nghĩ à. Chơi nữa. Chắc chơi kiểu thức khuya quá chơi không được.
Chỉ không hợp với cái game này lắm. Ai ai cơ? Mấy ông được đập chung với My với mày rồi. À, không thì nhiều khi không chơi, chơi không hợp thiệt. Hello Johnny, welcome to the game. Á chơi, chơi không hợp tại sao refund ta? Á chơi off xong 2 tiếng mấy sao refund? Ok ok. Cái đó thì coi như là tôi mất rồi. Fuck you. Mấy kiểu gì vậy? Ok, what the fuck? Mà ra mua 7 người, what the fuck? Ủa cho đông vậy? You biết off về engineer để... Ủa cho Tú lại qua đây? Đúng rồi, you về gần với cái xe. You bật đi. Cho Pop Hook lại. Hợp lý á. Hồi nãy Tú... Nếu mà có engage mà mình phải hold lâu ấy, thì Johnny bắn xong Pop Hook. Thầm á? Mà ra mua 8 người. Thì hợp một chút của 2 của NG luôn. Trời tao, bình tĩnh. Mới Yun này. Chứ mi thấy Yun lại xe nhiều, nhìn Yun cũng khổ á. Giờ kiếm engineer. Sao Bobo nhìn đâu ấy? À đấy, mình tìm thêm một người đây. Anh Bé ơi. Bé rồi. Bé mất rồi. Ê, test là quay Timmy nha, test là bé đưa làm engineer nha. Nhớ alo nha. Bé là alpha rồi, bé qua alpha rồi. Sao đấy buồn? Dạ, đưa cho Charlie. Nancy lâu quá cũng không gặp nhà từ cái đợt mà chơi nọc băng đi. Không, Nancy thì lâu lâu không xong chưa được mua đồ luôn. Ok. Rồi, em chắc bị bên nào. À bên nào. Quyền có mắc có rep chơi bị ổn á. Nhưng mà người ta là private. Đây đây. Thì sao đâu. Đây đây nhỉ. Đây đây nhỉ. Ổn thôi. Alo. Có thêm test rồi. Rồi alpha. Thăng chức cho mày đi. Thăng chức mày lên BFC đi. 6 năm à, 6 năm năm mà. Mắt mới nói gì mắt ơi. Một cái này animation gì vậy bọn? Số mấy vậy? À, cái này hình như chọn cái BBM để mình coi lại. Attention. Chọn cái attention xong á, rồi cái hình như cái số 1 hay sao á, rep rồi. À, cầm mi cầm cây đó đứng cái tướng một cái năm mươi một công chức còn đẹp mi thể du chuẩn bị chăm sóc rác công chức alpha là có bao nhiêu vậy alpha là 4.1 anh ok cảm ơn anh 4.51 cái gì nữa rác công chức abo là 51.1 cứ check rep một công chức bè chết là Johnny cứ check một đi mang đồ sửa xe. Chết. Good check. Okay, Jun không chết. Good. You biết go. You biết go. Cái đó phép thì số phận sẽ là gì không? Là xuống lỗ đấy. Đủ má mi nổ rồi. Lâu quá mày. Không bán để mi bỏ bớt mấy viên chi đâu là để bắt đầu. Mi bẩn thiêu thấy đã. Mỗi khi đi chơi off thì thấy cảm giác bắn bao một viên chết một thằng quá mệt mỏi. Thế là mình quyết định bắn một viên chết nhiều hạng. Bắn đá nào? Đâu ở đâu? Bắn đá nào? Bắn đá nào? Giờ Yu muốn làm lại, Yu phải respawn. Các team organize nha, 5 phút nữa bếp. Alpha copy. Charlie copy. Double cup. 5 phút nữa bếp. Rồi mà mày thấy sai lầm khi mày nhảy vô cây số 9 rồi. Loạn đúng không? Loạn con mà. Thôi, má xóa cây. Vừa rồi biết thấy bao người cùng một squad rồi. Sao giờ mới một squad rồi. Ok sếp. Sếp nói gì cũng đúng, sếp là nhất. Anh luôn đi. Hồi sớm, mày thấy dù này quá trình phần không? Đúng này, nay xài đồ nhìn chát gì chứ. Nay không có bạn biết tôi có mấy. Đố bạn biết tôi có mấy mắt. Ủa, gì IT làm ai đang quên mẹ rồi. Rep bao nhiêu căn bằng đạn trong cái xe cái hồng
hòm vậy? Hả? Bao nhiêu băng đạn cái trong cái hòm của Du vậy? Mày có trong đó mới vấp 10 bao, 10 viên. Bao nhiêu viên ok rồi. Cái xe này là sao mày lại lót đồ lên xe nhỉ? Vì rút muốn thế. Tại vì rút muốn thế. Ô thêm 3 phút nữa, 2 phút nữa là rip. Test bị hư mai à. Cái trời mát, thằng nào đứng lên xe. Còn sao đâu, còn sao đâu. Chỉ có bài cao ấy. Đúng rồi, không có đen, không có đen. Khoan gì? Gì đó, em dư được mang thổ được không? Không. Sao cầm đủ không? Trong người đâu có hai. Không, du cầm đạn không đủ, sao du còi đài đòi thuốc nổ nữa. Nó là lụng đạn, nó không có đủ gì, nó giãn, nó giãn này hên mất rồi. Đó là chất nổ. Fucking idiot. Fucking good ass. Quyền. Quyền đi cái lòng mà. Ờ, quyền đi cái lòng. Để chúng ta được cấp về con xe kia rồi. Hello Baker. Hello. Giờ này có xe hiện đại kia. Chờ cất dạo cái sách. Người đi cũng không phải. 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 Sao giờ chúng ta ở đây đúng không? Đúng rồi. Người xanh nữa. Nếu mà không nếu mà gọi là ai có chơi thôi thì sẽ biết không bỏ vô cho nó đủ biết. Ờ thôi. Thôi thôi kẹp rồi. Không đi được luôn nha. Ok. Rách. Rách kiểu video với vậy. Ông làm gì vậy? Ông múa, ông lê lên đó, ông múa. MG các bạn làm gì vậy? Sao mà 41 băng ạ? Tôi có 451 băng mà sao MG các bạn 41 băng ạ? Đâu, em gì nào? Cái đồ múa, what the fuck? Xe tăng kìa. Xe tăng kìa có 41 băng đạn. À, xe tăng 41 băng đạn. Mang dùm vô á. Mi có 451 băng. Thấy cây cột rồi. Hỏi nhiều quá đó. Dù quá rồi hỏi lại đi. Không, lúc mà Mi nhìn thấy Du từ trên đồi xe thôi. Đi bài chào á. Bắt đầu rip nha, rip nha. Nha, rip nha, mọi người, rip nha. Cái này qua một con rip này. Qua rip nè, Tú ơi. Về, rip từ đâu giờ? Rồi, qua đây rip. Qua hướng north này. Qua hướng north này, đất north. Qua hướng direct north. Rồi. Qua hướng north. Qua hướng direct north. Qua hướng direct north. Qua hướng direct north. Qua hướng direct north. Qua hướng có trend second lead hả? Thôi, vô second lead đi. Đó, thế nào, vô theo tôi có team concept. Nhưng tốt. Vô không trốn được ngày hôm nay đâu. Trên concept. Quý, vui, vui được. Alpha, ba vô đâu? Đó, bếp. Alpha đây. Bravo, concept. Nếu em check, bravo. Bếp, concept, là number 1. Concept, bếp. Alpha, second lead, concept. Test nghiễm nhiên trở thành Silith nha. Lulu, chào Yankee công check. Ok. Em đang đi rồi mất điện rồi. Chờ đúng. Thì mất điện một lần thì sẽ không lần hai. Thì mọi người đọc clip chưa? Chưa. Thì đọc clip video tiếp đi. Sẽ đánh vào thành phố Ruha. Nhưng mà trên đường đánh vào Ruha thường làm đánh một cái phần lai. Cái đùa quá. Nó sẽ không có một cái objective cụ thể nào hết. Phần lai có nghĩa là mình sẽ đánh, mình mở rộng cái phần lai mình ra. Đó là đường mình đánh sẽ là chiếm những cái, chiếm cái đường gọi là trong A3 mình gọi là đường cao tốc. Nhưng mà thật ra ở đây thì chính là, nó chỉ là một cái đường mòn thôi. Thì nhiệm vụ của 150 mấy cái này trong video của mình á, là mình sẽ đẩy theo cái mũi tên đã vẽ. Thì tụi đã marker sẵn cho mấy du cái đường đi đó. Đó. Thì ngoài ra thì những cái company của sư đoàn cơ giới số 5 của mình là 250, 300, 550 và 69 cũng sẽ đẩy cùng lúc với mấy du. Rồi
Có một lưu ý nhỏ, đó là 550 năm ngoài ổn cái gì? Company có thể đi qua hỗ trợ với Du, nói giờ mới Du gọi mình có pháo hỗ trợ các thứ đồ, các thứ đồ. Đọc clip thì biết. Rồi, ngoài ra thì bây giờ mà phải ra bật clip được. Mọi người nghe mọi thứ yên tĩnh không? Tại vì mình chưa có declare war gì hết. Nên là sau khi mà mọi người tới một cái điểm lát hồi tụi sẽ đánh dấu á, thì mình sẽ ở đó mình stand by đợi cho cái war declaration thông qua rồi á, thì bắt đầu lúc mình quấn. Thì nó thông qua như thế nào thì sẽ có một tiếng pháo, thì sau khi tiếng pháo xong rồi lúc đó mới vô đánh. Rồi, any question? Rồi, lực lượng của địch ha là quân đồn trú. Có một lực lượng gọi là enemy division, là một sư đoàn của địch, nhưng mà nó ở khá là xa, nó ở tuốt ở dưới á, nếu mà mới zoom vô dưới thì mới vô thấy có một enemy division ở đó. Thì enemy division thì có nói chung là tụi nó sẽ có khí tài và trang bị gọi là đầy đủ hơn, nên là nếu mà mấy du đánh lâu quá tụi nó sẽ kéo lên và mấy du sẽ gặp tụi nó. Nhưng mà trước mắt thì khi mà mấy du đánh ở cái frontline của mình á thì gặp toàn là gọi là garrison quân, không phải gọi là quân đột trú, nên là không có trang bị hàng nặng. Rồi vũ khí gọi là small arm không à. Cũng có sẽ có những vụ low cost khác nào đó, thì nói chung là nhiệm vụ mấy du là đẩy frontline. Ngoài ra thì mình có pháo hỗ trợ. Rồi intel tình báo bảo là tụi nó có vài khẩu pháo cối đặt trong vòng đâu đó, không biết tụi nó có thể bắn lên đầu mấy du. Rồi em có question? Question. Yes. Câu hỏi muôn thở là supply mình nó vừa đi theo xe đứt mình vừa đánh hay sao? Thì supply để cho chế thác khuyên bỏ nhanh á, thì giờ mấy du tự sản supply cho mấy du. Mấy du tự chất lên xe, mấy du tự chạy. Tuy nhiên trường hợp nếu mà xe nổ thì sẽ có một supply dự bị chạy lên, thì supply dự bị cái này là ok, supply dự bị chạy lên nói chung là vậy. Rồi lại tính đến gì quên mẹ nó rồi. Nói chung là còn có sành nữa không? Pháo bắn là theo lệnh gì? Pháo bắn theo lệnh gì? Là bắn theo khói đỏ hay là cái gì? Một là khói đỏ, hai là gọi CO sẽ giải quyết. Supply có thêm khói đỏ không? Không. Lại đi xe đít mới vui nè. Đọc to đổ. Rồi, anyway thì nhắc về Yankee xíu nha, là mới vui có đúng một chiếc. Là nổ là mới vui cho team CO, hoặc là out game thì mới vui. Đúng rồi. Rồi, ngoài ra thì hôm nay cũng up đơn giản, không gì phức tạp. Ok, clip nha. Thì trên bản đồ My đã mắc những cái marker để mọi người đi theo. Thì khi mà ra khỏi căn cứ của mình ấy, thì toàn bộ team sẽ tập trung ở Platoon AV1. Team sẽ di chuyển Yankee từ bay mình cho đến Platoon AV1 sẽ là Yankee đi trước. Sau đó đến các xe Alpha Bravo Charlie, CO sẽ đi cuối cùng. Khi mà đến Platoon AV1 ấy, thì bắt đầu tản ra theo các hướng. B1 sẽ lên và hold, lên hold ở điểm B1. A1 và Alpha và Charlie sẽ tản ra điểm A1 và C1 và cứ tiến dần lên như thế. Những cái marker nào mà My đánh dấu chữ hold ấy thì là bọn như sẽ hold lại. Ví dụ B1 lên hold ở đó để cho Alpha và Charlie di chuyển đến A2 và C2. Sau đó Alpha và Charlie sẽ giữ ở điểm A2 C2 để cho Bravo đẩy lên B3. Và cứ thế mình sẽ tiến dần lên, bọn như hiểu không? Cái đấy. Tập giác đúng không? Sẽ luôn luôn có một team hoặc là hai team làm bay supply để cho team còn lại tiến lên. Tuy nhiên thì bởi vì đây đánh frontline nên là những khoảng cách giữa các team mình cũng sẽ không nên tách ra quá. Thì cứ đẩy lên, cứ đẩy lên theo các điểm như thế. Ví dụ khi mà Bravo đã đến điểm B1 hold rồi thì Bravo có thể báo lên kênh thông tin là Bravo 1 hold. Tương tự như thế Alpha và Charlie khi đến điểm hold thì báo lại hold để cho team Bravo biết để tiến lên. Mọi người hiểu ý không? Tiếp thì trận này thì mình sẽ dựa vào cái trục đường này để mình đánh lên, cho nên là Yankee sẽ đi theo team Bravo, đi theo trên cái trục đường chính này. Theo Bravo hả? Theo Bravo cho đến A6. Khi tức là về cơ bản là Yankee sẽ cứ thế đi theo cái đường, theo cái đường đường con đường cao tốc ấy. Đúng không? Đó. Khi đến cái khi mà đến cái cụm phòng thủ thứ nhất
Thì tương tự như thế là các team sẽ hold ở các điểm C11, B11 và A11, sau đó là cùng đồng loạt đánh vào. Genki sẽ dẫn đầu trên con đường chính đánh vào. Nói chung là cứ đánh lên, cứ đi di chuyển theo các điểm mi đã mắc đến cái điểm cuối cùng là cái cụm phòng thủ thứ hai ấy. Thì đến điểm AB17 thì tức là team Alpha và team Bravo sẽ nhập vào con đường này cùng với team Yankee di chuyển nhanh đến điểm AB19. Còn team Charlie sẽ giữ ở điểm C17 và thu hút hỏa lực địch về hướng C17 hold. Còn cả team Alpha và Bravo sẽ di chuyển nhanh đến điểm AB19 và sau khi đến đây thì team Bravo tiếp tục di chuyển đến điểm B20 và đánh vào điểm B21, còn team Alpha đánh vào điểm A20. Khi mà team Alpha và Bravo đến điểm A20 và B21 rồi thì team Charlie sẽ đẩy lên điểm C18 để mình tiêu diệt hoàn toàn cái cụm cái khu vực này. Thế thôi. Còn câu hỏi gì nữa Dự tính là thời gian thời thời gian chiến dịch là trong bao lâu vậy? don't know. Dự tính thời gian chiến dịch á là trong vòng 30 phút mình sẽ tới Doha. Đó là dự kiến. Đó là dự kiến. Tại vì cơ bản mình là một mechanized division nên là dự kiến 30 phút mình sẽ tới Doha. Và nhìn sau khi để tới Doha thì mình sẽ giữ ở Doha. Giữ cao tờ tác của địch ở Doha. Trận này là mình đánh frontline lên, mọi người sẽ đẩy, cố gắng đẩy nhanh. Nếu mà chỉ bị thương một hai người ấy, thì vác lên xe vừa đi vừa heal. Còn thì nếu mà bị mass cắt nặng quá thì báo các team hold lại để cùng hỗ trợ. Họ copy. Mua copy đi. Ok. Copy. Quên đó, còn một cái gì quan trọng đó là súng của máy du á, cho nhé, chưa biết nha, súng của máy du thì để riêng là 200. Thì control lăn chuột xuống để cho nó giảm xuống một cái nó bắn dễ bắn. Cái này là cái tại vì lúc mà bị làm loadout mình không để ý. Lăn chuột lên ạ. Thôi. Lăn chuột xuống chứ. Lăn sang theo 100, cũng muốn lăn lên lăn lên về nào lăn lăn. Rồi. Đi tập đi nào. Nói chung là lăn lăn sang 100. Rồi, nếu mà không Đó. còn câu hỏi Rồi. gì nữa thì Rồi xong chưa các chị team em? Hỏi cái, hỏi cái. Ok. Rồi hỏi đi, hỏi đi. Thì thấy hướng sau có cái sân bay Ono là cái gì ạ? Ngạc nhiên chưa? Thì nó là unknown nên là không biết. Oh, Tại ok. Đã nói ở đâu đã rồi. chưa đâu Oh shit. Nếu biết thì mình đéo biết, hiểu không? Yeah, đến Intel nó còn đéo biết thì mình biết thế đéo rồi. Đéo biết thì mình làm biết gì đéo. Đánh rồi. Đi Còn câu hỏi gì nữa không? Rồi, không có gì hết. Không có gì thì các team có thêm 5 phút để chuẩn bị, sau đó di chuyển. Ủa, Say again. Cái gì làm quá cho mình tốn Quyền say again, ok. có đồn chú quân Mỹ Mũ, ở bên đó đúng không? Lụm cái Okay. xe đó Không đi, biết, trả đi. Di chuyển đây. Let's go, let's go, Lụm cái xe đó đi, yeah. tốn, tốn. User tốn, joined mình đi your xe này channel. Mà. Một người thuộc chung xe. Ok, tìm lên xe chưa? Xong hết rồi xe nha. Này đứng dậy đi này. Recommend có đây. Ở đây thì di tập này. Rồi, cái súng này. Team xanh sẽ quản lý cái xe, còn team đỏ thì trường hợp mà mình hold thì team đỏ dismount xuống. Không có còn cả đồ ấy team luôn. Đỏ dismount xuống để cho xe luôn. Các team Yankee, Alpha, Charlie, toàn bộ team chú ý mình sẽ sau khi tập trung xong thì sẽ đi theo con đường đến điểm Plateau Navi không nhá. Các anh xe chưa? Các anh chưa xe không? Xe nghe nói nãy nãy bị ổn quá. Xe lên xe. Vui thật bò lái xe nha. Rồi xe ghen rồi. Các team xong thì tập trung ra con đường ở chỗ ô sân vận động ấy. Chỗ... Đứng nào lái, bữa nay đứng nào lái. À, để mày lái cho... Mi sẽ không lái. Để rep á, yêu quỳ. FF Mi nó bủ. Say again. Tú Nguyễn com check 41.1. Tú Nguyễn hình như du vào nhập 61.1. Ô tìm có ô tìm com check lại nè. Phép com check. Phép com check 51.1. Quên mất. Các team sẽ cho xe 113 của mình đi trước nha. Và bộ binh sẽ theo phía sau. Khi mà vào đến thành phố rồi thì sẽ đổi lại là bộ binh lên phía trước và AV xe 113 sẽ đi phía sau các team. Cho mình đã đặt ra cho mình. Mình đi sau em ta, mình đi. Yes sir, mình ngồi 69 rồi. Sorry. Sao vậy? Vì đi sau. Bravo sẽ đi trong bút. Alpha ready. Các team ready rồi thì bắt đầu di chuyển đấy.
bắt lên chưa, bắt lên chưa? Lên rồi, lên rồi. Ok, cứ xem. Bị lên rồi mà tí cái tí nó bị đá ở ngoài ngoài. Alpha đi đi Alpha. Alpha đi đi Alpha. 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 Một người nó Alpha có cần cơ. Hai đứng chạy nguy hiểm quá. Thôi, mất Charlie đi trước anh. Phải rồi, Charlie. Ok. Ok. Ông cho đi không? Ông ai bro mắc cơ, ông cứ chạy ra. Oh, sorry. Vậy. What the fuck? Gì loạn dữ vậy? Ủa? Đi xuyên hơi quá nha. Mấy yêu đi đâu vậy? Nhầm đường rồi Alpha ơi. Đường ra. Alpha nhầm đường rồi. Bước lên. Đi xuống khỏi xe à? Ok. À khoan, nãy là xe vô bị hả? Charlie bị hả? Charlie, team Alpha lên lại xe, Charlie toàn bộ Charlie xuống xe để HQ cho xe mới. Trên đủ quá, trên đi đã hơi xe rồi. Chưa gì mẹ gì nó hư xe rồi, hiểu hiểu luôn. Dạ. Cái này mấy ông có biển thủ tiền không đây? Mua xe dởm nữa. Du nghĩ chính sách đi đâu ơi, gì ngân sách đi đâu. Ôi, Charlie lý. Anh vừa liền đổi tư dân kỳ hết. Anh Pha bay vô rồi. Em, mày Du biết gì không? Cái... Zero ring ấy. À, cái Zero. Nó bị bù. Đúng rồi. Má, hai chồng đây bắt chồng, má, nó đổi với nhau. Đừng ly đi lại. Trên đầu quyền nó thấy rồi. Cái ông ngắm bữa này khó thải nha. Vì thừa nhận ra CO2 à, của nó hơi bị to. Làm sao để đứng lên được như vậy? Quyền ơi, mi để ông nghe thấy Du nói gì hết. Ủa, mi có nói gì đâu. Ủa? Đó, Junin là một nói mẹ gì đâu. Lắng chỗ cái Junin là, cho nên là nó đứng ra ngoài. Maybe ơi, Alpha. Ôi, ai lên xe vậy? Mi để ông nghe thì thấy Du nói gì hết, maybe Alpha. Alpha đâu mất tiêu luôn rồi, mình nãy mới thấy Alpha mẹ biến mẹ đâu mất tiêu rồi, mình đéo thấy Alpha ở trên bản đồ nữa. Trời đúng. What happened? Quay là bác Alpha. Alpha mất rồi. Alpha đéo ở trên GPS rồi. Tại. Ờ, chắc rồi. Mình đang hỏi này Alpha lại. Maybe, maybe. Maybe có biết. Sao rồi, quá sao rồi, ngoài ngoài map mà tút phía nam kìa, đủ mà nó bay ra ngoài đó là đéo. Ủa đủ mấy cái xe đồng ấy rồi. Ủa cái xe rồi ơi. Xe của anh ta bay tiếp ra ngoài mẹ. Xe rồi. Đủ. Cắt tim hâu nha, sợ anh ta đang có sự cố. Mà đừng lại, dừng lại. Đúng không? Alpha bay ra tới lúc mấy nào vậy? Đấy là ghế commander, nếu mà được thì Yu lên đấy, Yu nhìn nó dễ. Chụp nhau hả đây? Alpha bị giết. Đây xe. My god. Ủa sao ngồi gunner vậy? Ừ, you are quyền gunner mà. Ê, cái này quyền á. Quyền là squad lead ngồi gunner làm gì? Bắn bớ đầu sao? Để mấy cái comment đó. Đúng ơi, tiến Yankee lên một tí đi. Ê, Hả?
Thôi mình chui vô đây má đứng ngoài ăn đạn nữa. Ba vô giữ nguyên. Anh bèo Alpha 2 CO. Ê, ai đứng lên, ai lên vị trí cầm bên chơi, vị trí đó để đựng đặng ấy đó. Rồi ra nhanh đi, cả team đang chờ vô. Đặng bắn á. Test lên. À, các team di chuyển đến Platoon IV0 đi. À, Alpha ra thẳng Platoon IV0. Alpha quay Alpha. Alpha rút cái bị. Đi vô đi. Thì cứ theo Alpha thôi. Đâu mình không thấy Alpha, mình thấy Yankee thôi. Thấy Yankee, cái thấy Yankee ngoài phải hay Alpha ngay. Cơ là chiếc này khó lái mà. Ờ. Bravo, 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 rồi ba mươi sáu giây chạy kia mình tới vị trí RV1 RV0 mà rồi để chạy thẳng đến RV1 rồi hậu RV1 CO CO ơi mình vào vị trí đó là qua bên dưới yes cơ hội đó rồi khi Yankee đến AV1 thì các team Anta và Charlie di chuyển ra điểm bắn của mình Anta 1 và A1 và A1 sau đó đi ba bộ binh đi ba đi sau xe M113 rút copy copy sơn có xe lấy friendly lap thank you to hết chưa để xem phiếu xét tao xe quy bị ai lấy đủ quá mà đi đấy là em spoil cái xe của du không có đạn AB á tao phải well theo ship là tụi NATO không cho đạn AB ok fine ờ các team ba và các team Charlie và Alpha vào vị trí đi vào vị trí A1 và C1 Charlie copy Charlie có 3 phút để chuẩn bị nha bên áo bình đã chuẩn bị bắn Bravo đi Bravo đi sau xe nhau đi. Các team khi đã điểm B1, A1, C1 thì bộ binh xuống khỏi xe và đi sau xe. Chỉ đúng, trong bài ghê hai cái. Yankee lưu ý đi chậm cho nhau giữ tốc độ để bộ binh còn theo kịp. Các team chú ý, các team chú ý Yankee không có AP. Nhắc lại, Yankee không có AP. Ê, tụi mình là bây giờ là để cứ thi dân kia nhìn tới cái bài 1 bài 2 thì mới tha xuống vậy anh. Thế sau đó thì một bên đi trước mình thấy là đi nhau phòng thủ của đối phương có vẻ như đối phương đang đợi như thế nào á, bọn nó đào hào rồi. Nhưng mà đi nhưng mà test là bài ra đi. Ok, khi mà có lệnh bắt đầu đi cái level ấy, thì anh sẽ bắt đầu bắn hỏa lực tiêu diệt những thằng địch còn thấy free to fire không? Copy, copy, xe bay. Bây giờ cái xe 20, 20. Yankee sẽ tiến đến điểm B1 và Bravo cũng sẽ tiến đến điểm B1 và Yankee bắt đầu bắn ở điểm B1. Negative ở điểm hiện tại Yankee có Overwatch, nhìn được hết khá nhiều điểm. Ok, copy. Bravo, Bravo cho lính của mình đi ra đi tâm thấy không ai ra ngoài này. Bravo, Bravo đi theo mà. Mi bảo là bộ binh dismount đi sau xe M113. Ok, copy that, copy that. Ok, team dismount, dismount. Các con với lại anh Lưu là coi vô thôi. Dismount đi lên trước nè, đi ra lên trước nè. Sao quá. Bravo ready. Ok. Mình nhắc lại là bộ binh khi mở ngoài thành phố ấy, bộ binh sẽ đi xa đằng sau xe. Còn khi mở vào thành phố thì bộ binh sẽ đi trước xe. Tạm thời nha, bây giờ bộ binh sẽ đi sau xe nha, tới khi vào thành phố thì mình mới đi trước xe thôi nha. Copy that.
Ok, khi có hiệu lệnh thì anh chỉ có thể đứng ở đó và khai hỏa. Còn Bravo sẽ tiến lên điểm B1 và hold lại. Sau đó các team Alpha và Charlie di chuyển đến điểm A2C2. Copy that. Xe để xe toàn tài nguyên tự xử lý nha. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa là du mấy du second list, cho nên là có gì cứ báo lên trên là bị đau thôi. Copy that. As always. Tết vui dùng con ngoài à Tết? Ờ không, vi vọng. Ờ vi vọng. Ờ, gần lên trước. Mày nghe giọng mày lúa. Sao như vậy? Ok. Giờ hết nghe rồi đấy. Alo. Nghe ổn rồi chưa? Ờ, okay. Còn nghe tiếng yêu. À, mấy vô không đào hàng bên trái nè. Giữ ra lẹ đi chứ. Nhanh đi chú ý chờ cho team Bravo đi qua khỏi nòng súng của Yuu hãng khai hỏa. Bravo ngay đang ở ngay đằng sau lead you ranking. Advice cho team Bravo là nên đợi Yankee clear trước rồi mấy du hãy đẩy tới, tại vì có trụ turret nhìn thẳng về đường chính luôn. Ok, copy. Copy that, mi đang cố gắng chờ du. Khi mà Bravo đến điểm B1 thì báo lên kênh 69 để Alpha và Charlie di chuyển đến điểm A2C2 nha. Bravo copy. Mi ngồi nghe cho quen. Từ má vô trong này nhìn không thấy gì luôn á. Điều tuần nào đâu. Được nhưng mà ấy là tí nữa mà bắn nhau thì phải tiền điện chứ không đang đi nó rõ vô cái đầu. Lên xe ngồi luôn à. Ủa team mình, team mình 6 người đúng không? Tức là phải có 4 người ở ngoài xe, maybe đếm có 3 người, còn 2 người còn lại đâu? Còn người còn lại đâu? Ra xe hết chưa? Check bò ai coi trong xe thử. Không có ai hết. Ok, rep mà ok, cứ thấy rồi, thấy rồi, không mà. Má đếm kỹ quá, mày không thấy. Thôi thì mình hỏi trước, chứ phải mình chửi anh. Xe này có còi không ta? À đây có. Nhưng mà tí ấy là nó sẽ có tiếng này không? Ờ các cái đây 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 ôi. Phải chắc phải. Từ đú, từ đú, từ đú, từ đú, từ đú. Đây ôi. The war begin. What the fuck. Bắn được đi đi Bravo ơi, anh Phan thử được cái ơi. Copy. Let's go, let's go, let's go. Xe trước nè, xe trước nè, xe trước nè. Nó với Yankee, dù nó Yankee quay phải xíu, bị sợ lưỡi. Chắc phải, Yankee chắc phải, bọn mi đang đẩy phía sau không coi nè. Copy. Nãy mi thấy bộ binh ở sau quét. Phải lấy lên, để lên. Sau quét, sau quét. Yankee đi quá nhanh nha. Đi chậm chậm thôi để cho bộ binh của Bravo theo kìa, bộ binh của Bravo đang không theo kịp kìa. Bravo SP1, Bravo SP1. Rồi Alpha Charlie đẩy lên A2 C2 đi. Alpha và Charlie đẩy lên A2 và C2 thì hold ở đó nha. Clear khu vực, sau khi clear khu vực rồi thì báo để Bravo và Yankee đẩy lên. Good copy, good Alpha, good copy. Có báo. Come in. Yankee chuẩn bị đẩy lên này. Chết trái chút xíu đi, chết trái bên đường xíu đi. Ồ, khói đỏ, khói đỏ. Where? Khói đỏ bên phải. Đẩy đi, đẩy lên, đẩy lên. Khói đỏ bên phải, đẩy lên, đẩy lên. Cách chậm hơn 100m rồi. Anh ta đẩy nhanh lên tới A2. Không sao. Có khói đỏ trên đường chính. Có khói đỏ trên đường chính phía bên phải cách tầm 100m. 200m.
Charlie, do you copy? Charlie, copy. You đẩy quá nhanh rồi, sao you đẩy lên hẳn C3 luôn rồi? Sorry, sir, PD đây quá. You giữ ở C3 đi. User joined your channel. Alpha, you đẩy thẳng lên A3 luôn. When you good? Yeah, I'm good, I'm good. Bye, A3 đây có khó đỏ, A3 đây có khó đỏ. Ờ, thank you và Barrow đẩy lên B3. À đúng. Copy that. Chờ mi mày đi. Sao vẫn tiếp tục đẩy với chơi? Thì AU ở dưới được một thanh. Ờ, thank you. A3 đây có khó đỏ nha, A3 đây có khó đỏ. Copy, Yankee và Bravo đẩy lên B3. Mà chiếc này khó lái thật sự luôn. Yankee bắn vào B4, Bravo bắn vào A3 yểm trợ cho Alpha. Cảm ơn copy. Ủa Yankee bắn vào đâu? B3, chúng tôi tìm nhắm về B3. Yankee bắn vào B4. A3 chứ, A3 chứ. Vì bắn mà không biết tưởng nè. Dẫn Southwest nha, Southwest 190 nha, ngay chỗ cái hào á. Ờ, quay, dòng quay vẫn còn rồi. Vắng, vô vắng được thì nó. Chú ơi, cái súng bị lỗi rồi chú ơi. Có lỗi vậy đó. Trời ơi, vô nhìn chỗ chú là biết cho coi mấy cái băng đạn nó lên. Bravo đẩy lên, bravo, bravo. Hồi nãy mày nói, hồi nãy có người nói rồi đó. Tiếp tục di chuyển lên. Cái hàng 190 có mấy thằng một binh nó lóc nhóc hết. À 190. Yep. Alpha và Charlie đẩy thẳng lên B4, A4 và C4. Bravo đẩy lên chưa? Bravo đẩy lên B3 đi. Bravo đẩy lên B3 đi bằng bỏ cái đẩy lên đi. 190, mi vẫn chưa nhìn. Đây để mi. À đây đây. Bravo anh mi vẫn mi truy. Ê tiến. Mi bị block bởi ghế rồi, không có tầm mặt à. Bây giờ đi. Đủ. Alpha và Charlie sau khi clear được A4 và C4 thì báo cho Bravo nha. Charlie copy. Reload đi. Good B, good job B. Good luck chung. Chỗ này thấy nó ghê ghê sao nhỉ? Vô đi, vô request qua lìa cái đó đi, mình cũng sợ lắm. Charlie to CO là C4 clear. Alpha to CO là A4 clear. Yankee bắt đầu đẩy lên. Yankee và Bravo đẩy lên đi. Đẩy lên B5. Alpha và Charlie tiếp tục giữ ở C4 và A4. Charlie cẩn thận, đối phương đẩy lên kìa. Charlie copy. Chắc phải. Phải á? Phải, hào vẫn còn, đúng không? Bộ binh đi đâu hết rồi nhỉ? Bộ binh đánh 6 á. Alpha là baby. Mày không? B3 đẩy lên luôn, đẩy lên B4 luôn, đẩy lên B4 luôn. Ồ, từ từ thôi, đẩy 50 cây số rồi má. Chiếc này 50 cây số đi nếu được. Ủa. Dù để ban đẹp chơi, đi limit là 50 cây số thôi. Bấm đi, dù tên là mi, ồ, mi cướp rồi, không cướp thì bay đâu mất rồi. Ờ, ok. Rồi, các team Alpha và Charlie giữ nguyên, Yankee và Bravo đẩy lên B5. Nhắc lại, Bravo đẩy lên B5 cùng với Yankee. Đẩy lên B5 luôn. Di chuyển ra bờ theo Yankee. Đẩy lên B5 luôn cùng Yankee luôn nha. Bộ binh theo. Khi nào mới vô chạm xe của Yankee rồi, sao cái chỗ mới đóng cây. Chà đủ. Đủ quá nè. Cái gì vậy?
Rồi mình hit, mình hit, mình hit. Test, you okay? Ờ, test good, test good. Ờ, có AP. Ờ, xe bị hit nha, Huyền. Ờ, có AP hỏng. Rồi, hỏng rồi. Được cái lưng sau lưng, vô, lùi lại, lùi lại, lùi lại. Phải cút cái bình. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Engine đỏ, hôn vàng. Yankee và Bravo bọn như có đẩy được lên bên 5 không? Stand by đang cố. Copy. Đường mi sẽ đi vào theo mọi người này. Dù sửa đi. Engine đi, sửa xe đi, engine đi, sửa xe đi. Copy đắt. À, các team Alpha và Charlie giữ nguyên vị trí nha. Team Bravo cần sửa xe. Mấy you giữ ở vị trí đó đi. Bắn cẩn thận nha, bắn cẩn thận nha. Copy, copy. Bravo to Alpha, be advised là hướng direct east và south east của Miu là có địch đó nha. Good copy, thank you. Bravo có cần bọn mi che không hay là bọn mi có thể đẩy lên được? Đẩy lên đi, bọn mi good, bọn mi good. Các team clear com nhá, mình sẽ gọi pháo hiểm trợ vào các điểm B5, A5 và C5. Charlie copy sir. Sail to HQ. Chia sẻ kêu. Bọn mi cần pháo vào các tọa độ sau: 062, 055. Mỗi thứ vàng nha Tết. 7. 062, 055, 587, copy that, on the way. Điểm thứ hai là 061, 055. 5 pet 9. Cơ bị đá to rồi. Đây thứ ba là 061055. Ba gọi 1 điểm thôi. À copy. Cơ bị đá phao rồi. À Theo to Bravo bọn hữu sửa xe xong chưa? Stay me by. À Bravo copy. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Chuyển sau team Yankee. Yeah, yeah, xong rồi. Bravo copy, Bravo Bowie. Các team giữ tại điểm đó sau khi là pháo bắn sóng nha. Holy shit. Holy copy. Fucking hell cái gì vậy? Nhắc lại south west. South west đồng đội mà. All team. Rabo to CO, bọn mi cần hỗ trợ medic, tụi mi đau, tụi đau hết 3 người rồi. Copy, stand by. Alpha, you cử medic của you qua team Bravo được không? Bravo Mascot. Để biết cái gì mới nổ luôn, hình như là GL tụi nó bắn qua. User joined your channel. Mắc gì ai bộ binh nào còn sống ở ngoài hỗ trợ cứu người. CO ơi, đi gọi pháo được không? You cover the tech me ra. Stand by. Me. Stabilize người thôi, được rồi. Yankee lọc cái đồ ra. Ok, ra đi, để mi cover. Xe ô, không sáu một, không năm sáu lưng Yankee là được rồi nha. Xe ô tôi HQ. Cần giúp gì không? Bọn mi cần pháo và tọa độ 061059 56. Đó mày đạt. Rep lên xe, đứng cái làm gì rep, lên xe đi. Hả? Được hả? Tấn công lại 061059 56. Yes. CO2 Alpha, chỉ cần điều medic thôi, đừng điều cả team qua nhá. Ủa sao mi ăn đạn cũng
đủ mà sao mà không bị vết thương vậy? Ví dụ tao là sao? Ta gọi là rút độ. Ra complete. Good effect. Copy, good effect. Ok, em up. Nếu được, bọn Du có thể bắn ở vị trí 061059 keypad 3 được không? Cô nào, stand by. Copy. Bravo to Bravo Theo, team ok rồi nha. Ok, medic Alpha you điều medic của team you. Chờ đủ, chờ đủ, có thằng ở, có thằng ở bên trái mình tách. Có thằng ở trong cái hào bên trái mình. Yep, 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 mi chưa nhìn thấy, mi chưa. Quyền quyền. Yankee và Bravo đẩy lên bên 5. Có thằng ở bên cái hào bên trái xe. Lên cái đoạn tọa độ vừa nãy đó, concentrate của bọn nó hơi nhiều phía trước mặt. Không phải được. À, tọa độ nào đọc coi. Đây gần 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 quyền ơi. 059 keypad 3. Theo to SQ. Sen. À, bọn mi gọi phá thêm được không? Cô đào. À, copy. Không bọn mi đẩy lên được nhưng mà Yankee và Yankee đẩy lên trước, Bravo theo phía sau lên B5. Yankee tiêu diệt cái chỗ đó đi, pháo nó đang cooldown không biết bao giờ mới xong. Tết 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 lên lên lên. Alpha và Tully giữ nguyên. Charlie copy. Vũ bỏ xuống, Vũ bỏ xuống rồi, Vũ Vũ nó bay sình, bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống. Lên xe rồi medic lên xe chữa xong rồi đi tiếp, ai còn sống thì ấy chứ. Hoặc chưa, là chưa. Lại như nào thế? Đó, vừa lên xe cứu nó đi. Okay. Ô tiên còn lại đẩy tiếp, đẩy tiếp, đẩy tiếp. Đó. My god. Ô tiên đẩy tiếp thì mày bằng khó chạy ra sau giang kia rồi được rồi. Má, cái limit của xe này hài quá nó. Như lốc tốc độ à, nó đi như thế đó. Ờ, lốc 5km rồi nó đi như thế. 10km thì. Như tình hình sao rồi? Như lốc đúng là cái độ mà đi gọi nó chuyển giữa các kia ấy. Như có tự sửa đông, cho medic lên xe rồi hưu đi. Được, 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 được. Ở vị trí B5 gặp rất nhiều là emplacement của đối phương á, cần pháo clear phía trước mặt. Ờ, theo tôi HQ bao lâu nữa thì pháo cũng đã xong. 10 phút. Chợ đủ. Yankee is negative. You đẩy xe Yankee lên đi. Bravo đi song song với xe của Yankee để hỗ trợ Yankee. Không sẵn. Hãy thông thông xe Yankee nha. Anh ta sẽ đẩy lên A5 và B5 luôn. A5 và C5 luôn. Có bị tỉnh chưa? Rồi, Charlie đi chưa? Mắc tỉnh chưa? Có bị chưa lên C5? Chưa, tỉnh. Southeast, 300m, 300m Southeast. Rồi, chung tỉnh nè. Rồi, xuất đi. Chắc Lee và Alpha. Trời đủ. 061059. Ôi, đi ngủ lâu quá. Thấy anh ghi báo ở đó có nhiều địch. Charlie copy. Lùi ra khỏi xe, đừng có đứng sau xe, đừng có đứng sau xe. Trời má, nổ luôn xe rồi. Copy. Bravo lùi. Má giờ kỳ chết cái nhân. Bravo như cho người kéo lên khi cột cứu được bên kia không? Xe mai còn sống lên kia không? Bravo TCO chung không kéo ra khỏi xe nghe được nha. Copy. We lost Yankee. Trời đù. Chắc phải. We lost Yankee. Copy that. Oh my god. That's the only Yankee we have spare. Okay. Team Bravo, bọn you có lực lượng còn đủ không? To be good. Xe hư. Theo to Bravo. That's good. Yun good. Ma good. Rep good. Mark good. Theo to Bravo. Go for Bravo. One you còn đủ power file không? Good. Rồi, Yu sẽ thay thế anh đi trên đường chính. Yu sẽ đẩy trên đường chính luôn.
Đi mẹ, I feel not good. Bravo sẽ giữ ở điểm B5 hầu, team Alpha và Charlie đẩy lên A6 và C6. Mình Charlie copy. Đẩy cái xe ngang với lại chăn kia rồi mình thủ từ đó. Ok. Đây là 500 mấy cái này. User disconnected from your channel. Copy. Chắc nha, hơi sao quét của mình là tìm cầu, friendly mà đó. Ở cầu có chứ nghệ vật tụi mình đẩy không được nên là tụi mình có thể bắn support qua cho mình dùng. Copy. Các team chú ý ở điểm A7 trên cầu có team thiết giáp của quân mình. Nhắc lại các team ở điểm A7 trên cầu là team thiết giáp của quân mình, không được bắn over. Đây copy sir. Trên cầu có thiết giáp của quân mình. Copy that. All team advice là trên cầu là team friendly nha. Dù bắn giữa cái bon kè gì trước có người không? Cần đi một chi tiết góc này mình không thấy. Ủa nãy tự từng cú cách ca mà sao cách ca chết hả? Bravo cứ giữ ở điểm B5 hầu nha. Bravo copy. Dù bán được không? Cần cái đổi chỗ test. Bo với lại đá vui. Alpha ơi, đẩy đến điểm A6 đi Alpha. Good copy, good copy. User left your channel. Rồi xong. We lost you. Alpha to CO. Lead của anh là mi lút medical supply được không? Rented. Đây là cái tip. Mi lái xe cho nên mi không biết có gì ở ngoài đâu. Và đó là vấn đề của mấy nhiêu sao giao cho lái xe đi làm sắp lead là tháo. You check trên cầu coi cái gì không nha xe. Tú Nguyễn như giao cho người khác lái xe như ra tiếp quản sắp lead cho đến khi nào CO. Copy that. Sếp check. Còn you check file đi. Mặc ướt. Mấy you đang bắn nhầm đồng đội ạ. Mi nhắc lại là điểm A7 ở trên cầu là team thiết giáp của quân mình, không được bắn. Tú Nguyễn. Bravo, you đẩy lên điểm B6. Cái thằng chạy ngay đúng không? Ô team đẩy lên B6, ô team đẩy lên B6. Alpha. Alpha đi không? Chỉ có mình maybe down thôi đúng không? Negative. Còn mi down 3 người. Ok, vậy mà you... Nhắc hướng sao nha, cứ đi tiếp đi nhưng mà nhìn hướng sao rồi. Charlie to CO. Charlie copy. Bọn mi clear được C6 nhé. Ok, giữ ở C6. Copy sir, không ở đây. Bravo giữ ở B6. Ôn team be advised là có friendly ở A7 nha. Cho nên là chỉ nhìn về hướng sau, đằng rất xa thôi. Chắc quân cơ, ATG chắc quân cơ. Nào mình cùng bay đi lên, mẹ từ từ má. Kéo dưới đi. Cầm Yankee lên. Yankee bị đau rầy quá. Má nào mình cùng bay lên, bay lên. Đi mẹ. Đâu, học chữ đâu. Đi mẹ mày. Yankee copy. Yankee. Ok. Yankee đã về và nguy hiểm hết. Thằng hại hơn thì có. Alpha bọn Hugh bớt cho không bao lâu nữa thì bọn Hugh xong. Alpha yeah, bọn Hugh vẫn chưa rõ được. Nguyên quả lựu đạn, Alpha nguyên quả lựu đạn. Copy. Chưa đủ pháo kìa. Alpha có pháo. Tự tin. Có pháo có địch bắn nha. Ủa tiên vào ngoại ngoại trừ xe ra tất cả chưa vào hầm. Olo. Good luck Ted. Good luck Ted. Alpha sau khi you ổn định xong thì di chuyển thẳng về điểm A7. Good copy. Bắn nào đi. Em mới ngồi đi. Trúng. Ủa,
ta mở Vina House, địt mẹ. Rồi, mấy người này nắp lộn như bạn. Cháu xin cho mission của vậy nha, quỳ. Nắp lộn như bạn. 5 giây nữa, 5 giây nữa. Vina House nào. Ok. Bo 10 giây cho bo. Ủa má tổng phu Vina House. Các team cho bộ binh của mình tản ra xung quanh xe để câu đừng có lên hết lấy hết trên xe ngồi nha. Lấy copy sir. Đó. Ở 20 giây được. Oh shit. Alpha you good Alpha. Alpha good. We good, we đang đẩy lên. Ok. Bravo đẩy lên điểm B7 và hầu ở điểm B7. Charlie cũng đẩy lên điểm C7 và hầu C7 luôn. Charlie copy. Đi anh kia ơi. Anh ta kêu đẩy lên lên A7. Rồi đi sau xe này đi. User joined your channel. User left your channel. Rồi xong. Rồi xong. Genki di chuyển ra điểm A7 cùng với cả Alpha. Cứ từ từ di chuyển đến A7 cùng A7 á. Yes, A7. Ma đang đẻ qua đến A7 nè. Ngồi Genki thôi cứ gọi Genki. Ê, bây giờ nó đi theo Bravo rồi, đi đẩy qua A7 á. Yes, như lúc đầu mình brief nó là you sẽ di chuyển theo con đường chính. Ok, copy. Em nghĩ nên ra khỏi đây tiếp tục tiến về hướng sau ít. Chưa biết à? Ok. Bo với Mark còn theo kịp xe không? Có, My đang trong xe nè. My đang ở trong xe. Bro hư xíu. Sao có bị? Bo lên rồi. Dư. Bo My đã đến B7. Có bị, dư B7. Bên đất, B7 hộ. Ở dưới này là cái hồ nhá, mình không biết là xuống rồi gói được không, xuống rồi có lên được không, nhưng mà you nhìn ở ngoài đúng không? Yeah, em nhìn rồi. Ờ thì you nếu mà tí có bộ binh thì mình phải bắn, mà nếu mà tí có xe tăng thì you phi tạm xuống chỗ lõm này để lấy đất tre. Ok. Hoặc là quay ra đường chính. Không hẳn là quay đường chính mà là cái gáy đúng không? Ta cũng thẳng hướng sau. Ok. Thẳng hướng sau dọc đường chính này, chạy vòng kia xong rồi rẽ trái sau ít ra D8. Ok. Ta cũng không hẳn là như cứ đóng sao vào được. Ok. Ok, tiếp tục di chuyển. Khoan. Sau ít kìa. Bravo Zuzio. Bộ binh sao ít 165. Bobby đang thấy một toán bộ binh đang bị như vậy thật sẵn. Có phía đáp. Team 325 đám bộ binh hướng sau ít kìa. Vừa vô lại rồi. Is that Charlie? Thò. Sao ít mà. Ta đẩy thẳng lên được A8. Sao ít 165 á. Đẩy được 165 á. Đẩy được A8 rồi bắn. Bobby đang bị RPG. Trời đồ là kỳ. Về đại lên chút nha. Lên chút. Ngay chỗ ghế xanh á, nãy em bị thấy chạy vòng ở đó. Ok. Cái hướng đó. Bo với Max click gần xe. Bravo chuẩn bị đẩy lên điểm B8 đi Bravo. Bravo copy. Có infantry nhiều lắm nha. Có nhưng mà khá là xa hướng sao direct sao dưới check 126 dưới check 126 hình như mới thấy có một thằng á à thôi Charlie đẩy rồi đó ở hướng sao đấy direct sao Bravo như vừa đi vừa đẩy đi đừng có dừng lại thế Bravo copy thì you bắt đầu đẩy đi sao quét một chiếc mồi ra
Rambo dưới từ xe chú điều khiển bác rồi. Chuyển bò mắt cái được. Copy. Quyền là gì vậy? Ủa sao vô vậy nhỉ? Brad game. Tăng tăng tốc lên một tí. Cứ 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 đẩy đi. Bò với bác Hugh theo kịp bọn mình không? Mà bọn mình đang đi theo xe sau xe. Copy. Đây cứ nhanh hơn điểm rồi. What the fuck? What the fuck? Thế còn sao? Thế còn sao? Thế còn sao? Không, tại vì nãy vô đứng trên quyền á là mới bấm vô quyền, em đi bấm luôn mày. Tụi mong mày thấy bóng phút đi. Ủa, xe 8H và lại xe 8 là cái chỗ nào? Ờ, theo copy. B8 mà. B8, à B8. Bây giờ đấy. À, như tiếp tục di chuyển đấy, hướng thẳng xe. Xong rồi điểm trái trái trái. Chạy chạy chạy. Rồi tìm xe ngoài siêu. Copy. Ở điểm C8 trong quá lớp bỏ mi ra giữa C8 và C9. Bị tay xúc mi. Copy. Yankee và Anta đẩy lên thẳng C9 để cho team bộ binh vào. Mình cover ở đây. Charlie ơi, đẩy thẳng vào C9 luôn. Copy sir. Rồi, lệnh mới. Ra đường, ra sau xe này. Mình đập lên C9 luôn. Lóng cơm. Yankee và Anta lên thẳng A9. Tắt ngay đúng rồi. Cười kẹt. Kẹt. Không, mi chửi Bravo. Fuck you Tun. Ồ, cái tiếng gì vậy? Ồ, mi nghe tiếng ABG. ABG. Anh vô ra tiếp nè, bên đây nè. Hết chú hoa tới rồi. Bùa trùng. Đang kia ông ra đâu. Bravo tí xíu. Xeo copy. Bravo clip B8. Ok, đẩy lên B9 hầu. Charlie clear được B9 rồi sơ. Ok, kịp. Charlie giữ nguyên. Bravo đẩy lên B9. Thẳng sao. Đi đường rừng luôn. À trời đủ má, bắn kìa. Hưng ý ạ. Di tả tiến lên tí xong. Bò tránh xe. Tránh xe rồi ok di chuyển. Đấy, đã cái đường này đi kiểu gì ta. Hôm sau bây giờ chéo lên đường chính tí được. Đấy. Đấy rồi đây vòng lên. Đấy từ từ check hướng sao. Rồi, cứ trèo qua. Cứ thích thành cây á. Xe từ từ bình tĩnh, đeo bộ binh lên trước xe ơi. Charlie ơi, Dư toàn đẩy quá xa vị trí, mi yêu cầu quay trở về hơi C9 đi. À, copy sir. Chậm ơi. Đập Charlie chứ, Charlie á. Charlie đúng rồi mà. Dư đang sách quá tim, các tim quá. Anta Dư đẩy nhanh lên điểm A9 đi. Đẩy không có đẩy được, xe đang bị đi xe bộ. Holy shit. Bravo, đẩy thẳng lên B9. Bravo, copy, Bravo, đẩy nhanh đi. Ồ. Chúng ta phải để bộ binh đi trước ấy, nhưng mà mình... Giữ tí. Bắt bộ binh chạy thì... Chờ quyền chạy sắp phạt. Maybe có quá quá quá. Anta xe của Dư hỏng hay xe của Giang Chi hỏng? Xe của mình mới sửa lại, còn lại xe của Giang Chi à? Rồi Anta đẩy thẳng lên A9, Giang Chi tự sửa xe đi. Quỳ ơi, cái nhà bên phải của mình nó clear chứ Quỳ, mới bị sợ vãi nổi luôn á. Nhà nó không vô được. À, ok. Bộ binh qua clear khu nhà phải thì cái nhà Giang Chi vô được, tự sửa xe được không? Trời ngủ má mấy. Yankee. Xe ô tô Yankee. Motherfucker Yankee. Gì Yankee 2k. Sửa xe xong chưa? Ní sửa nhanh quá. Say again. Ông
không nghĩ thừa nhanh á, từ từ. Charlie ơi, mình nhắc lại như hứa điểm C9. Charlie copy. Về là xe, trước là xe thôi được rồi. Rồi nghe nè, Yankee nhập vào team Alpha, sau đó team Yankee và Alpha tiến đến điểm A10. Alpha good copy. Yankee chạy gì vậy? Yankee qua đi cùng đi Alpha. Rồi Alpha good copy rồi. Yankee như cái lò nướng. Mẹ, mất cách đời rồi. Mất. Này đây. Yankee. Ô. Này thì khó. Đi nhập vào team Alpha luôn, đi cùng với team Alpha luôn. Sao West kia là Charlie đúng không? Hình như mình vừa thấy Charlie bắn. À rồi, Charlie. Charlie mình nhắc lại là khi đến các điểm ấy như giữ đúng Charlie ở điểm đó mà đừng có đẩy lên quá như thế. Các team đang ở xa, cách xa các team không có được như đâu. Copy do để cho you mắc và đổi để đổi lên công ty. Giữa đổi để lấy cover. Yankee đi trước đi, Yankee. Ờ, Bravo đi đẩy lên B10 đi. Bravo copy. 223. Chắc phải 223. Charlie cover file cho Bravo Charlie. Charlie copy, cover đi. 223. Nhiều chưa vào đó. Có băng cơ, trong cái băng cơ màu trắng á, đúng rồi, trong cái băng cơ màu trắng á. 223. Đây tụi Charlie đang trên đồi rồi, chứ không có nghe nói. Kinh để bên đó còn lại TNT để bên trái cho mình. Copy that. Copy. Còn mình nghĩ nên chậm chậm lại tí chậm chậm. Không tìm ngay xe xong. Xe hô. Bravo ơi, cẩn thận nha, Mi nhìn thấy đằng trước bọn như hình như có mấy cái bao cát ấy, không biết là hào của địch hay gì nha. Bị cẩn thận nha. Đằng sau web của Bravo có con cát Charlie đang lo nhé. Copy. Yankee và Alpha, you good không? Alpha good. Yankee good. Mấy you đẩy vòng qua cái hồ đó, xong rồi bắn vào cái điểm ở hướng west của bọn you ạ. Điểm 0610535P3. Hỗ trợ cho Alpha và... hỗ trợ cho Bravo và Charlie. Alpha good copy. Tiến. Vòng qua cái hồ lùi lại một chút, đừng lên thẳng điểm A11 nha. Bên đó không có team nào hơn, có cơ hội được bọn you. Xe hướng sao sao? Trời đu, trời đu, trời đu, trời đu, trời đu, what the fuck? Ôi rồi. Ôi trời ơi. What the fuck happened? Rồi xong. Lai chết còn ai sống vậy? Set up. Rep gấp. Mod. Theo tôi SQ. Ôi tìm lai chết, con tìm lai chết. Rep cút, rep cút. Có supply con bộ cái nào nữa không? Copy. Yankee ơi, you ra điểm B10 đây. Bạn ơi, Yankee chứ không phải là teleporter bạn ơi. Rồi, Yu di chuyển ra điểm B10. Quyền ơi, Yu sẽ đi chung với team Yankee. How the fuck we go to B10 bạn? Mình đang ở điểm A11. I don't give a fuck, Yu một là Yu vòng lại, hai là Yu vòng thẳng qua luôn. Ủa, team lại nhắc bò, mát, test, rep, ok.
Bravo to see your team back on action. Copy. Back on action là bọn you ok rồi đúng không? Yes. Ok. Rút độ. Charlie ơi, dư điện đẩy lên một B10 Charlie. À, C10, C10. Đi xanh di chuyển qua cái nhà sao xếp này nè đi. Charlie học. Nhà what? Charlie. Cái khu nhà đó luôn. Đi xe đi, xe chạp hết. Ờ, bọn yêu down nhiều không? Down một người AFK. Trời đủ. Điều súng rồi. Down một người, ok. Ok. Ê, bị bắn từ hướng west nha. Yep. Xử lý down 2 người nha. Ờ, copy. Friendly! Friendly bắn! OTB advice, đặc biệt Charlie đừng bắn ở phía sau nhà mi, ở phía sau sau ít của vua. Anh pha bắn về Charlie đó. Ờ, sau ít. Sau ít của team nào, Bravo? Đi đang nói Charlie, Charlie. Ờ, copy. Á, hình xếp bắn trả rồi. West. Bán cái xe nó làm từ đâu ra trời đủ má. Mi vừa mới thấy nó là mi ăn quả đạn luôn á, nó tưởng đường thẳng nó chạy vô. Mi vừa ngóc lên mi nhìn nó một cái là đùng mi cục. Chưa kịp gọi luôn. Mi không nên đứng xe lắm bởi vì nhiều khi. À chơi xíu. Hồi nãy mi bấm nút lùi nhưng mà mi loạn quá, mi không bấm nút tiến mà lùi thẳng cho xe đó. Bravo yêu cử medic của yêu qua team Charlie hỗ trợ. Bravo có medic. Medic qua bên hỗ trợ cho team Charlie kìa. Rồi, Yu đi chung team, chung xe với cả Yankee nha. Yankee sẽ làm cover cho bọn Yu Bravo. Bravo copy. Ờ, đéo mẹ vậy. Hello chung. Alpha, Yu đẩy gần về điểm A11 đi Alpha. Làm gì? Tụi mi đang đứng ở sát A11 luôn rồi, giờ đẩy nữa là lên A11 luôn á. Ờ, đứng ở A11 luôn để có gì Bravo còn cover được, chứ Yu đứng trong đó là Bravo cover hơi khó. You will be annexed. Ma nãy bỏ đi chung với Bravo, ơ không chịu đâu. Ờ, cho bộ binh tản ra A11 nha, cover xe nha. Good copy. Good copy. Đi đợi cho Alpha chơi. Trước mặt luôn. Mẹ. Đau. Đi cào bắn như vậy mà không chết. Cắt. Đồ bụi. Alpha nếu như bị bắn rát quá thì cứ lùi về đằng sau nha. Alpha cút cái bì. Trời má nổ hết đạn rồi buồn quá. Chất một lồn đạn và luôn nổ bùng. Jack bảo không bắn đâu, tao nghĩ là... Ông Jack cũng đéo biết là ai bắn luôn mà. Có thằng AI nào nó bắn ấy. Tụi mẹ mày, lồn. Tụi lồn bị mẹ thích đi cao hiểm bitch. Ô ma, đại cộng sản hiểm bitch. Nhầm phe. Nó chết rồi, bắn nó làm lồn như bạn. Chấm lấy con. Con hả? Đu mẹ mày. Đâu rồi. Đu mẹ mày. Sao bạn? Đu mẹ. Bạn muốn là gì? Đu... Tức mặt tức bạn. Thế rồi. Ủa. Nghe cái tiếng đồ lộn này kêu xung quanh đây. Quyền đạo. Đau, mi đang băng bó. Cẩn thận mình. Ở đủ má, có người đau, red đau. Ê, đủ má nó bắn đâu vậy? Không biết. Bị sao quét luôn. Đang bị spread, đang bị spread. Sao quét nó to lắm bạn ơi. Cẩn thận. Cảm ơn cơ sao quét. 22. Theo tụi Charlie. Mình đéo thấy. Ờ, tính hình bên như sao rồi? Rep you good. Mọi người xem bộ like rồi, chuẩn bị không phải. With you. Say again. Mọi người quay lại cứu Rep ra rồi. Đang nhìn thấy tụi mày đang sao vậy? Rep ổn. À, me up. Mi băng cái đầu lại là rất tỉnh mà. À, các team chú ý à, ở điểm C11H Mi thấy có hàng. Không á, hiệu phát tắn người luôn. À, sau khi mà team Charlie okay. Rồi sao? Hai mũi điểm C11. Team
Bravo và Yankee sẽ hỗ trợ bắn vào điểm C11 cover cho team Charlie, how copy? Charlie tù xíu. Thế bạn là Charlie đang team leader đang bị đau. Để tí bạn ơi. Copy. Yes sir. Sau khi team you clear blind hết, ok hết thì bấm. Charlie copy. Chắc bên phải nha, chắc bên phải nha. Dạng bunker khá khá bên đó đó. Thế tôi ăn ra. Charlie hấp sợ bọn mình bắt đầu di chuyển đây. Bọn như đánh thẳng vào điểm. Charlie đánh thẳng vào điểm C11 đi, mi thấy ở C1 hình như là có Hào hay cái gì á. Hào của địch á. Bravo TCO, Hào ở C11 play tương đối rồi nha. Nhưng mà đẩy lẹ tí. Rồi Charlie đẩy điểm vào C1 đi. Alpha, Alpha thì mình có như quý nào giá. Tao thấy cái đồ là ngoài đi. Đúng. Anh ta xem tình hình của bọn như bị làm sao. Tụi mày mới ăn thêm một quả pháo nữa. Copy. Bất good. Má good. Mày kia lại ăn pháo tiếp. You check ở điểm trời đu. Có hào hiếp gì không? Từ điểm A1 đến A12 có hào gì không anh ta? Negative, quyền đọc giống. Ê, negative, đừng bắn treo nha, đụng má. Bắn vô, ví dụ, chửi bắn vô tụi mày này Charlie. Đừng Charlie đã đến C1, đang bắt đầu clear. Rồi clear Hào đi. Alpha TCO, the advice là từ A11 lên đến A12. Đấy là tiếp về xe, đấy là tiếp xe. Copy, you go hold điểm A11 đi Alpha. Lên đi. Nào mình cùng đi lên, yeah. Rồi Yankee và Bravo, you đẩy lên B12 đi Yankee, Bravo. Copy. Ok, on team, bộ binh đẩy lên B12 chờ rồi xe đi sau nè. Mi gọi cái kênh thả lắm sao không nghe chắc rồi. Rồi xong. Bắn chia cho cố vô bắn tặng vô tim. Đồng với trả độ đi cái đồ buổi đi. Anh ta như đẩy lên A12 đi. Tiếp đi. Anh tha mà. Góc má ơi. Dơ bắn thì ngu mà chơi team thì yếu mới chơi dữ không con. Mới đó Charlie hả? Charlie. Bố mở Vina House, bố qua quầy rồi với nó. Má nó chạy qua tìm mất nét mấy ngày luôn. Chút nữa là Charlie đó nha, đủ. Bắn mỹ quả rồi đó. Ê, quên, đủ má hướng 176 kìa. Thì bắn đi. Có scope gì đâu, có má đầy đủ quầy giống như mẹ vậy đó. Cái bần cờ không để thấy gì. Không thấy người, thấy bần cờ nhưng không thấy người, mày thấy nó nãy giờ rồi. Ủa má để ra mình bắn túi ơi. Ok nghe nè, Yankee you giữ ở đây đi. Bravo you hỗ trợ team Charlie vào clear cái hào. Ủa má để mình thể hiện bắn túi này. Đấy, Bravo, cái... Bravo sẽ đánh vào từ hướng west. Địt mẹ ơi. Bravo đánh vào từ hướng west, Charlie đánh vào từ hướng south west. Mẹ 200m đủ có từ bắn 200m đó. Ấy tầm đó đấy. 250 má. Hai trăm mười thiếu đúng mẹ. Hai không. Đéo thấy nổ luôn, mất đạn. Để đủ mất đạn bay vô đi. Bi an toàn. Khoan, Thân Bùi ơi. Charlie ơi. Bây giờ. Chơi vừa thu quyền rồi. Copy một mình đi chuyển lên luôn. Mẹ bắn mẹ khói đỏ thì con mẹ. Bravo. Yêu đánh vào cái hào ở hướng south west của bọn Yêu á. Bravo đang đánh vào từ C12 đúng không? Hả, say again. C12 đúng không? Yes.
Hiếu ơi, bọn mi bắn khói đỏ vào vị trí đối phương ấy, dù dập pháo nào được Theo to HQ. Trung trở đây nha. Đi, mình có pháo chưa? Rồi, ôm đêm đi, di chuyển phải sao xem mình thế đây. Bravo và Charlie Hầu. Bravo và Charlie Hầu chút. Stay back quần. Tún ơi, để confirm tiếp. Copy. Bravo thì xe hồn pháo, vị trí có đỏ là pháo đúng pháo đó, đúng pháo đó. Ba này nữa nè. Ê, quên mát tao nghi thằng Jack nó chưa spawn lính vào chỗ đó đâu. Chưa đủ. Để biết đâu mà. Mát tao nghi lắm. Thôi bỏ đi, thay đổi mình lại Bravo quay trở lại cùng với team Yankee đi. Di chuyển lên điểm B13. Bravo copy. Ô, team di chuyển lên B13. Di chuyển về Yankee và cùng đẩy lên B13 nè. Charlie, you sẽ clear cái điểm C13 một mình nha. Di chuyển về Yankee lên Charlie copy, bọn mình lên clear hào C12. Copy. Ô, team đẩy lên. Ở mi ý là sẽ clear hạ C12 một mình á. Bay lên. Copy sir. Bay lên chết rồi. Nè, chuẩn bị sao bay nè. Bay nè. Trời má, mi vừa thấy cái cửa bên. Mi cái bàn cờ nha, ủ má. Ê, chắc nhớ chắc trái nha, cái bàn cờ có một cái dải thủ bên trái đó. Tung. Cái nhà đó mi vừa thấy. Mi vừa thấy cái nhà đó, cái cửa nó tự mở. Tập trung với team đi. Tụi sẽ im đi. Ê, mình thấy ơi, im nha. Coi chừng anh ta bắn nha, hay là anh ta bắn hướng đó. Ở Charlie. Anh chưa đủ má. Pháo. Mota, on team. On team, Mota, take over. Dismiss now. Tản ra, tất cả tản ra. Lúc nhà yên xíu. Anh, ta di chuyển lên điểm A13. Anh Thái chuẩn bị Charlie Cusio. Đâu có gì? Cái hào này nối đến C13, lên bọn mi cờ đi hướng C13 luôn. Yes, clear luôn C13 đi. Đẩy lên B13, đẩy lên theo đường chính là B13 luôn. Anh ta và Bravo lên điểm tiếp theo, B13 và A13. Bravo, có B13, moving. Chưa đủ. Alpha bên kia mà. Ôi, tưởng quán Alpha nó đứng luôn A12 rồi. Rabo to Alpha. This is Alpha. This is Alpha. Why the fuck you guys in all the way to A12 vậy? Anh có lệnh đẩy đâu, bây giờ mới có lệnh đẩy, đang đẩy lên mà. Đẩy nhanh đi Alpha, các team đến điểm 13 rồi. Ôi, take over đi nha, chỗ nào hào đi mít Alpha. Cần gì nào hào khi chúng ta có hào đây mà. Cái này nó địa hình này là như hào rồi. Holy shit. Hào is never enough hiểu không ạ? Ấy có địch cái hướng bên cơ kìa. Hướng is có bên cơ nãy hay với dư bắn á. Bồ đi có mẹ bồ. Ủa? Má này tao chơi nó, đứng lại. Đi con mẹ tao đi mẹ. Ê đủ quá nó bắn lại kìa, Rồi nghe nè, team Alpha và team Charlie sẽ cover cho team Bravo và Yankee đẩy lên B14. Yankee Bravo bắt đầu đẩy lên B14 đi. Ủa mình có phải thủ chỗ này không sếp ơi? Không, không cần đâu, đẩy thẳng lên. Đẩy luôn, đẩy hai bên đường nè, team trắng còn cả, team xanh quay phải. Mui luôn Kila. Các team chú ý, có thường dân. Chưa đúng. Đi tiếp thôi. Các team chú ý không làm thương dân lành nha, không được bắn dân nha. Nếu nó có vũ khí và nó bắn mình thì bắn lại. Return fire only. Trắng bên trái, xanh bên phải. Quên trước mặt từ hướng 26 có cái lồn gì ấy, nhìn hộ trên... Không. Ra bộ tiêu, ở điểm B14 tụi mình phát hiện Unknown Vehicle B14. Các team standby. Để đủ máy như kiểu mình xe chở mình ấy. Xe chở quân á. Có hình thức nổ kìa. Bravo yêu cử hai người lên điều tra đi. Cũng thấy negative, toàn bộ là xe chở quân. Xe chở quân đó. Đi xe pha xe again.
Ờ đoàn xe của nó, đoàn xe của nó. Mấy yêu có nhìn thấy đồng phục địch không? Nguyễn ơi, có CV của quán 324 là cái chỗ cái nhà. Xe không không có người á? Cái gì đó đây? Có hai thằng thường dân nè, hướng 204 á. Nguyên cả bầy luôn, nguyên cả bầy luôn. Nguyên cả bầy luôn chứ không hai thằng này. Kìa kìa, ở dưới này cũng có à. Bánh pháo đâu, bánh pháo vào, bánh pháo vào. Bên sao web nhà là đỏ có mày nè. Dạ dạ. Bạn nè. Đó địch hay là thường dân? Thôi nghe nè, Yankee và Bravo tiến lên điểm B14. À, toàn bộ Yankee và Bravo sẽ tiến lên cái điểm màu đỏ mi mới mắc trên bản đồ á. Sau đó quyền cho hai người đến điểm B14 điều tra xem nó là cái gì. Bravo copy. Ok, Bravo đẩy lên nè, đẩy lên nè, tới B14. Các Lisa Alpha đẩy lên một chút để chuẩn bị cover team Bravo. Như thường lệ, xanh phải, đỏ trắng trái. Thằng nào đi vào đường chính xe cam đáng chịu. Các team chú ý cẩn thận, với đây là ambush của địch nha. Có nhiều thường dân lắm, cẩn thận. Team trắng cần chú ý, đặc biệt chú ý thường dân cho mày. Copy. Clear nhà trắng. Thấy con thằng bò chống không lên trời không? Clear nhà trắng. Rồi, ấy hù xe hù đi, team team xanh lên trên, team xanh đi với mày lên trên nè. Cái anh giải phóng à? Dừng. Tôi thấy cái độ này nó khói đáng lắm mày, nó corrupt thình lắm mày. Tôi thấy thẻ một đàn lính nó kéo lên xe. Ủa mát luôn rồi. Cái nó bỏ chạy á. Mẹ con nào. Rồi tôi nghĩ là nó do nó tới đây nó thấy mình đông quá, cái mình nó bỏ chạy luôn rồi, bỏ vũ khí. Tặng ra tất cả, tặng ra đủ mát tới thằng này nó giở mắt cái thấy mẹ bây giờ. Coi chừng nó băng bom đấy, coi chừng nó băng bom đấy. Đẩy lên Yankee, Bravo. Lên, đủ mà thường xong nó tới. Rồi ok, ô tiên đẩy lên luôn. À nhầm, đủ mà chúng ta đi về Moscow. Ô tiên đẩy mình chả. Trời đất. Cái này mình đỡ Venezuela, chúng ta Moscow. Chắc là anh ta đẩy thẳng lên A14 và C14 luôn. Copy. Ờ, My thấy có thằng dân nó bò dưới cái đặt đó nè, biết nó bò đâu. Mới thì chắc rồi cũng không thấy được. Chào các bạn, mọi người đang được giải phóng bởi quân đội giấy to. Chết đúng. Đập, tụi nó đem ba lô hơi nhiều nha. Bravo tí xíu. Kiểm tra ba lô của nó đi các bạn. Mi thấy có nhiều thằng đeo ba lô hơi kỳ. Chào các bạn. Quân kiểm tra ba lô cho tôi kiểm tra vào nó chưa? Mi cứ mới kiểm tra rồi, không biết chưa. Alpha đẩy nhanh lên điểm A14-C14 đi. Charlie để xem của đi, đấu bát từ. Đẩy tiếp đi Yankee. Bravo. Đi. Copy, moving. Đẩy dễ ra quá. Đẩy lên B15 à? Ờ mà nó nằm điểm B15 phải nằm B14 nhéo đâu, đẩy lên B15 luôn. Đẩy luôn mà, chậm cái gì mấy bạn. Ờ Charlie như đẩy thẳng lên C15 luôn. Charlie copy. Alpha tương tự. Bên trái có thường dân tiếp nhanh, tụi nó đứng nhìn á. Trong mấy nhà có chừng. Hầu ngã ba đi chung ơi, hầu ngã ba đi. Ờ, hạ phạt xíu. Xe tới, Tommy Vehicle. Xe copy. Hạ phạt xíu, kéo nhìn đúng cái chỗ 3 xấu quá. Tommy Vehicle, 4-5 xe, Nằm xuống rapper, nằm xuống rapper. Địch hay là thường dân? Thường dân. Không được bán. Alpha nhắc lại, Alpha. Alpha đúng cái chỗ 4 xấu quá. Chung clear call với Alpha nhắc lại. Alpha reload cái điểm A14 xấu quá. Lên thẳng A15. Alpha lên thẳng điểm A15. Quyền nó mặc áo Al-Qaeda kìa Quyền. Yo, what the hell? Địch chạy qua cha, địch chạy qua phải đây cho toàn xe đó đi. Ủa sao bọn nó như kiểu Al-Qaeda? Đồ má coi chừng nha, đồ má nó nổ cái là thấy mẹ luôn á.
này đi đi thẳng vậy. Đó nó quẹo á, tụi nó đi quẹo á, nó quẹo hay dắt rồi cuối cùng đéo quẹo đó. Script lỗi. Cái thằng nào tao vui tới nhà trong. Ê quên 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 thấy con BMB 2 kìa đủ má lên trộm về. Ờ đủ what the fuck quá. Được á, được á. Tiếng sao nó lên lên chiếu xe hay là. Phát hiện ra một chiếc BMB 2 được để lại. Charlie Tosio. Đường sau quét của bên Charlie thấy có rất nhiều xe quân sự và có Mota nhưng không thấy bộ binh. Mota có địch không? Không, không có địch, không có địch. Để cái tiếp, okay, để cái tiếp. Charlie, Ramo đang tám sát, Ramo tám sát. Ủa, Mỹ nói tim xanh chạy theo Mỹ đi chiếm xe mà. À, Charlie đẩy thẳng lên 16, Alpha đẩy thẳng lên 16. Bravo và Yankee đẩy thẳng lên B16, các team đẩy thẳng lên B16, A16 và B16 luôn. Nhanh, xuống đẩy nhanh, đẩy nhanh. Quên đó quên, ông nắp này đi rồi, để tôi lên tôi trộm về. Double town. Điếu. Quên xe đêm. Bọn mình phát hiện một xe BMP của địch để lại, có được phép sử dụng không? A-Firm. Cũng mấy chiếc BMP thì mấy chiếc BMP ngon ta. Không có tiếng nữa rồi, em biết nữa rồi. Tên ơi. Địt mẹ làm cái lồ gì đấy quên. Quỳ chế rồi. Chơi mày quá. Ai chơi vui. Charlie to Bravo Interon. What the fuck. Không có gì đâu, xe địch nó đánh bom á. Mọi người đẩy thẳng lên điểm 16 đi. Nhanh đi đẩy lên 16 đi. Quyền đa, à là mắc nào mắc nào. Vậy là điểm B16 đóng xe kìa nha. B16. Yes, cứ đẩy lên đi, đẩy lên đi. Ờ nhầm, sorry, ngay chị... Mắc đau Quyền ơi, Quyền đâu rồi. Ok, không ra đâu, cứ đẩy lên đi, xe của địch để lại á. Kêu, kêu người mắc ma điếng á. Bỏ lên xe chung rồi, cứu, cứu chả đi. Ôi, tình hình sao rồi tính? Mắc, mắc mày điếc mà. Kệ nó không sao. Thua mắc. Ê, có chữ áp 2, có chữ áp 2. Alpha ơi, có được cái gì không? Đẩy lên một tia để kia. Thấy rồi ba, đủ mẹ. Bắn ơi, chạy xuống bắn quả chi eo cũng được không sao? Trời má. Như thế này thì... Nếu mà đeo bắn Alpha nhỉ, chúng bắn chi eo thì mẹ bạn. Mà logic gì, cảm ơn logic cái logic đấy bạn ơi. Bravo, how copy? Bravo, copy. You cùng với cả... Ok, stand by. CO2HQ. Ồ, đủ má mày kia bị bắn kìa. Để chạy máy, tay máy. Đi muốn gọi báo vào điểm mà... tọa độ... Bên phải kìa, bên phải kìa. 058045 058... you... Say again. 058045 5P2. 058045 Chưa. Alpha cẩn thận, Danger Claw, mi gọi pháo ở điểm. Mát đỏ người luôn. Ủa quên mày đấy làm gì nổ xe vậy? Chạy cái nói đi nó gà bom á, dắt dắt gà bom nổ mi chứ sao? Ê lít 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 199 trong rừng ấy. Ra commit. Copy, good report. Siêu copy. Ôi test. Đi tới. Test nào what the fuck? Lâu rồi mà. Đi tới. Nó trúng cái địch luôn. Đâu quá. Bắn nó bắn liền liền, nó bắn sau lưng tụi mi nè. Bắt đầu bắt chết thì kêu, bắt mất. Yo. Rồi nghe mi nói à, anh kia và Bravo đẩy lên B16 luôn. Bravo copy, Bravo copy.
đẩy lên B16 luôn, đẩy thay dập được 9 B16 luôn mấy đứa. Ờ khoan đã, stand by. Ờ Yu đánh Hold. Yu có địch ở hướng south east 150. Yu bắn nhá, yểm trợ cho Alpha đi, Alpha đang bị mascat. À bạn bị mascat. Đó, copy. Ờ ok, copy. Vậy Alpha Yu bắn vào đó rồi đẩy nhanh lên đi. Copy that. Bravo to Zeus, please reinsert test. Copy that. Fail to Charlie. Please sir. Vì cần bọn Yu ship sang đường chính, nhìn về hướng South East, hỗ trợ cho Bravo và Alpha. Lên. Có địch ở hướng South East, biển rừng. Dừng. Alpha, bọn Mi cần Yu đẩy thẳng lên, đẩy thẳng xe, ủi thẳng xe vào chỗ đó. Có Bravo và Charlie hỗ trợ rồi. Copy, đang đẩy. Nhờ có ATG đừng hướng West quá hết. Thấy rồi, nhưng mà không biết bắn được. Mi đang thấy là Bearing 285 kìa. Mi nghĩ là nên thành xa cái xe có chữ Explosive này nè. Được rồi, các team tiếp tục đẩy lên điểm 16 đi. Yankee Bravo đẩy lên điểm 16, Alpha đẩy thẳng đến điểm 16 luôn. Gì đó quá, mình chưa nãy giờ. Alpha good copy. Ê, quyền. Nói. Mi du ra đi để Mi bắn nổ mấy cái xe chứ. Mất rồi. Đừng gần mấy cái xe nè. Qua cái ditch bên phải đi, tất cả qua cái ditch bên phải xe nè. Ủa, hết ray you strong mà sao? Đéo lên. Ủa, Max rồi. Max vẫn chưa lên. Alpha to, gì Bravo to Alpha, cho cái thể trực cử mấy tích hỗ trợ cho mình cái được không? Bây giờ chưa lên thì mình lên xe đi, xong rồi cứ cho Alpha. Dừng. À, không, tại vì mấy lít của bên Mi đau, tụi mình không có cái thằng cú lên. Charlie to CO, xe bỏ Mi hết đạn rồi nhé. À, copy. À, xe to HQ. Mi xe kêu. Bọn Mi có thể xin resupply cho xe M13 được không? À, Aether nhưng mà đang giữ cơ bắp. Yeah. Copy. Vừa đỏ nguyên cái người luôn. You, standby đi. Copy sir. Có cái không gãy chăng mà. Không gãy gì thôi, nhưng mà đỏ nguyên cái người. Khó đỏ thì correct, khó đỏ correct cho Mi một lần tháo vô chấm đi. Copy, standby. Rep you good. Mi đang chữa cho mắt. Copy that. Hai cái xe bất tử sao bắn không nổi. HQ, Mi cần pháo vào tọa độ Alpha hold. Mi cần pháo vào tọa độ 056, 044, 5P9. Coi chừng bắn chính Alpha nha, coi chừng bắn chính Alpha đó. 056, 044, 5P9. Alpha hold pháo danger glow gần chỗ bọn Hiếu ạ. Confirm 056, 044, 5P9. Yes. Ok, fire away. This is Alpha lead down. Ok. Rồi, đẩy pháo xuống 058, 044, 5S6 được không? 544, 5S4. Theo tôi HQ. Stand. Mi muốn cancel pháo, chuyển sang 5S4. Round complete. Bắn như lồn thế. Dù thiếu máu mắt ơi, dù không dậy được. Rồi các team đẩy lên tiếp lên điểm B16 đây. Alpha đang đào bàn rồi, mắt rồi. Mắt thiếu máu, mắt không lên được. Mi đã cố gắng nhưng mà cần máu. Charlie copy. Bravo to CO request medic approach với bên Mi không cứu được medic của tụi mình. Charlie yêu cử một medic sang điểm B16 được không? Charlie. Để lên B16 luôn, chạy thẳng lên B16. Theo tụi Charlie. Chạy thẳng lên luôn, đừng giật cái thẳng luôn. Theo tụi Charlie. Có tất kê. Charlie xin chào. Charlie nghe.
Yêu có thể cho một medic. Yêu có ai bị đau không? No no sir, bây giờ medic mình sẽ qua đây. Ok, qua Bravo cứu cho medic. Bravo, Charlie copy. Literally. Thế rồi còn lại Charlie. Literally là đẩy tiếp đi chung à. Má tìm đéo ai đau của mình đông medic đau mẹ đéo xin được. Ôi vô ở trong xe mà vô đéo đau rồi. Vô trong xe mà vô đéo đau rồi. Trời đúng. Nãy là xe nổ, mi trong xe đéo chết. Sau khi mà cứu xong người của Bravo thì Yu cho medic của Yu qua quay về Charlie nha. Charlie to CEO. Theo công ty. Mi lỗi cho bọn mi xin supply của xe M113 nữa. Theo to HQ, bọn mi cần supply của xe M113 của xe. Hả? Bọn mi cần supply đạn cho xe 113 của Charlie. Hồi nãy nghe xin đồ medic. Đâu, xin đạn cho xe 113 mà. Đang giữ cơ bắp hả? Ok. Charlie ơi, đang có bắp nên là xe supply chưa tới được. Kia đi rồi thì. Anh ta tình hình như sao rồi? Tụi mi còn 2 người nữa. Copy. Chỉ combat đi mới không tới được. Quên ơi, medic của UAP cho. Cũng cái gì combat chúng mày mới phải tới được không? Logic như cái đầu buổi. Medic của UAP cho Quyền ơi. Chưa thấy rồi, ở trong xe để mới check à. Chưa à? Quyền hứa hứng lắm ở BMP2 nè, đồ kêu có quanh bụng á. 550 đang tiến tới từ phía Direct Sapo, Direct North máy dù. Copy. Các team chú ý có xe thiết giáp của mình đang tới từ hướng đằng sau của mình, từ Direct North. Lùng má nên là không tới, cẩn thận rồi tới. Nhục. Chúng ơi, dưới thẳng. Để đi bạn ăn. Ô vậy bên mấy dù có người bóc thay liền nên là thay liền đang bóc mấy dù á. Coi kiểm tra lại người của mình rồi thôi đi. Trời má. Copy. Team Charlie đang bị bắn kìa, kiểm tra đi kìa. Okay. Alpha, you quẳng mấy người bị thương lên xe rồi tiến thẳng đến điểm A16 đi Alpha. Alpha good. Cấp Ủa, nãy đau rồi. Ủa, team đứng yên đã bị chết ba rồi nè. Literally là Alpha như ra thẳng sau đít của Bravo luôn để chuẩn bị đánh vào điểm tiếp theo. Good copy, good copy. Rồi ok, all team good, all team good. Mark. Theo tôi HQ bọn mình xin supply đạn cho xe thiết giáp được chưa? Hey, stop. Xe Charlie nha. Stand by. Bố được kiếm bài, Hà Nội. Rồi, các team nghe nè. Sau khi mà team Alpha tới nơi á thì mày cũng đéo hiểu luôn á, tự nhiên team Charlie sẽ lên điểm C17. Team Alpha và Bravo sẽ đến điểm AB17 và tiến thẳng đến điểm AB19. Bravo các bạn mày vô ó và mày hay chắc chắn nữa. Charlie đến điểm C17 thì bắt đầu bắn để thu hút lực lượng về hướng C17 nha. Ai chẳng gì đâu. Họ có team Charlie. Có boy rồi ta. CO2, sorry, Alpha 2, CO. Có bị. Cho mi tele viên anh ra lại cho mi cái. Ok, thank you. Charlie 2, CO, mi vẫn chưa có đạn nhé. Có bị, stand by, Charlie. Xe của Charlie vẫn chưa có đạn nha, HQ. Yes, I order, hit up từ từ. Chấp mà là tạm. Trời đồ. Nghe nè, team Alpha và Bravo sẽ lên hạng thiết giáp và chạy nhanh đến điểm A19, AB19 luôn. Nhưng mà đợi đã, lúc nào mi báo thì bắt đầu chạy. Trời đồ. Rồi, copy luôn. Copy that. Hết stamina. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ.
tản nó đi, tản nó đi xung quanh đi, đừng có đứng đôi tay. Hơi ấm trao ăn tình thơ ngây. Tưởng như còn đây. Mày ta lôi mùa này vắng những cơn mưa e rét đầu đông. Nha. Mi bộ mi bắt đầu rồi, mi bắt đầu di chuyển đây. Rồi, Sally di thẳng để thả cho lính của Yu lên xe di thẳng di chuyển thẳng đến điểm C17, sau đó dismount ra đào hào rồi hâu. Ở tiền là xe thứ giáp rồi, ở tiền là và Alpha và Bravo Yankee. Chào mọi xe. Di chuyển nhanh đi Charlie, mình đang đứng đây quá lâu rồi. Chưa đủ. Chiều nay không buồn đau gì vậy. Charlie move. Ông nhìn nghiêng hàng cây khô. Quán góc cũng liều xèo. Một thả. Thả. Ở đây. Ở đây tím mà. Rồi, Alpha và... À quên. Ờ, Alpha Bravo, anh đi di chuyển thẳng đến điểm AB19 này. Lên lên lên, nào ta cũng bay lên, bay lên. Lên lên rồi. Đúng mắt, bay lên, bay lên. 1, 2, 3, bùm. Thằng nào bắn mình đi. À, bay đó, chắc bay xe luôn mà. Từ từ, từ đi, từ ơi. Gắn, gắn, ấy dân, 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 dân. Ồ, mi phải nhấc súng lên để đưa súng vào đầu quyền này. Ủa, đưa mi. Từ mà. Mình thấy cái người, mình thấy người của hai Du là hoài lắm rồi đấy. Sang đi chơi game. À, không có cho đi chơi game quay cả. Anh phát up. Anh cho đi chơi game, cho đi chơi game đi rồi. Mình sẽ tên đi nữa. Đi 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 đi. Có viên đạn. Quyền ơi. Cục. Yeah. Có mắt ở đây mà mắt kiểu vậy. Điều điều không ai phải điều ra thẳng xuống Charlie. Không, ấy là ví dụ đang cái lúc là Charlie và Bravo sẽ giữ điểm C17. Team Yankee và Team Alpha sẽ là xe team nổ bóng. Người lái không chết, bị đứa kia bên bị chết. Chung ơi, Chung ơi, quan cho xin lấy cái quả mấy quả chia đi Chung ơi. Charlie you good. Chung ơi xin mấy quả Charlie đi. Đâu 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 mất chị em thằng nào xin chị em. À, các team chú ý có đang tới từ hướng North East trên đường trên đường dây. C2 550 Infantry, à quên Mechanized. Đâu vậy? Bọn Imi cần như hâu ở điểm AB17 và hỗ trợ các team đánh vào thành phố Mululika. Học có vị. Cơ vậy? Ok, on team, cho đi từ bao giờ? Cẩn thận là giữ C17 có thể tăng của địch nhất một cái hạ giật. Ok, cảm ơn Yankee, yep. Now audio. Đủ mà lấy đạn người ta xong you now audio. Bravo di chuyển nhanh qua Charlie để hỗ trợ Charlie. Dạ vâng các bạn. Tham, đông tham, đông tham. Charlie bị gì vậy? Ờ, Yankee quay tay lại à. Cấp chứ làm gì? Đó hả? What a game. Ủa, mình nói phút tóc không nghe đủ cái đủ. Team 150 gọn, team 550. Mày cứ thấy nó bụi bụi sao? Mấy you có thấy xe tăng của địch ở trong tầm mắt bọn you không? Copy đã, tụi mình đang send. Copy, tiêu diệt nó dùng. Trời đúng, bóp cháy như cái lò luôn. Bỏ mi RPG không sao, có một cái đâu. Chú hỏi nó còn gì xe tăng nữa không, cho mình mượn đây. Sao có chờ không? Medic, Medic, Medic Bravo đâu? Mắc kìa mắc. Cái gì gì đổi vậy ta? Charlie Bravo cần tụi yêu đẩy nhanh đến điểm C17. Ờ, stand by 2 minutes. Với cả IRD cùng mi lên. Quyền ơi, My là đang chữa cho Medic bên Charlie nhé. Rồi, Yankee và Alpha di chuyển đến AB18 đây. Thì Du lên, đi xe lên C17 sau. Copy, copy. Ok, chứ còn lại đi cùng My lên này. Yankee. Ok, Bravo, Bravo, sửa hỗ trợ Medic xong rồi thì ở lại, còn lại không thì tiếp này, đi tiếp luôn. Lên B17, lên B17. Đi chuyển hết tốc độ đi, Yankee và Alpha. Lên C17 luôn này. Set up cho mi vị trí cover. Nó kêu mình đi vào chỗ chết đó bạn. SQ gọi CO. Hả? Bây giờ còn pháo không? Bọn mi gọi thêm một lần pháo nữa được không? Dạ đi, ra đi bóng. Rồi tiến thẳng đến AB19 luôn.
tiến thẳng đến AB19 luôn nhanh đi bán ta. À, Bravo và Charlie đi cần tối ưu. Cơ mình như có hào đấy. Charlie copy, ok. Phúc Phúc, you đào hào xong, you subscribe vào thành phố luôn nhá. Đến AB19 thì Yankee đi thẳng đến điểm B20 và đánh vào B21 nha Yankee. Sao không bảo đi về Moscow luôn đi. Hanta đánh vào điểm A20. À, thả bộ binh lên nha Hanta. Chắc sợ. Má, cái khẩu này cũng cho cái nằm nhắm cực bà. Hắn ta và Yankee đánh thẳng vào đi, team Charlie và Bravo đang thu hút hỏa lực được rồi. Yankee Yu đẩy song song cùng với Alpha đi, đừng tách xa quá là được. Rồi, My đang trở về vị trí nè, Rob. Bắn cái tòa nhà bên trái, tòa nhà bên trái, màu trắng bên trái, bên đó, tụi nó bên đó đó. My request bắn AVC vô mặt nó. Yankee đang bị bắn nhiều lắm, đủ mát. Yankee lùi đi, Yankee lùi về phía chỗ Anta đi. Anta sẽ đẩy cổ một số luôn. Mình nghĩ là nếu có xe thì bị bắn nữa đâu. Yankee giúp cho xe lùi đi. Xe mình chốt. Backpack liền. Liền. Trời má, đéo biết bao nhiêu. Chỗ Anta đẩy xung với Anta luôn, vì như không có bộ binh cover dễ chết. Trời má. Hình như bị bắn mấy nhà. Ờ, Alpha, à quên, Bravo với Charlie tình hình như sao rồi? Trái cái chỗ bên mi nè, bên đó mình không lấy, bên đây mình thấy rồi. Mi cần bọn Yu đánh thẳng vào điểm C18 luôn. Charlie đánh vào điểm A21, Bravo đánh vào điểm C18. Charlie copy sir. Họ copy. Again, team Bravo đến C18. Yes, đánh thẳng vào điểm C18. Sao web 239, chạy sau cái chỗ kính đỏ. Team ready to move on xuống C18 này, mình chuẩn bị đánh thẳng xuống dưới luôn nè, khi nào có lực. Copy that. Ủa, bây giờ đánh giờ luôn hay là khi nào vậy? Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Rep, copy that, copy that. Copy that. Ok, copy. Ok, ổn tim, đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn, C18 luôn, đẩy luôn. Từ từ ra đợi em, để em 13 đi trước cái đã, rồi mình đứng cái đi. Quay là bắt chùi bò dưới là tết. Các team chú ý watch fire nha, bởi vì các team đang đánh từ tất cả các hướng nên là cẩn thận. Chú ý friendly fire. Charlie và Bravo đánh vào. Sau khi clear xong điểm bao nhiêu thì tiến thẳng vào điểm B22. Ăn quả 2 chia, quả 2 quả chia trong đó mà ăn mà sống à. Còn đứng kìa, nó mới đứng. Chết rồi. Thêm quả nữa nè. Đó mà đủ mấy quả đó mà sống rồi thôi chứ. Ờ, sao quét 25. Ê, mình đã thao hết rất nhiều rồi. Ta đúng. Lép. Lép. Ờ, quên như gút. Em gửi, đang đẩy qua, đang đẩy qua. Lép. Ok, đã. Ờ, chân anh xuống cái thun lúc rồi này. Cái cây. Bắn, đang thường kỳ kỳ bắn chia. Chậm quá. Còn bây giờ bọn mình đã áp sát được tòa nhà. Rồi, bắt đầu clear đi. Bravo TCO, Bravo TCO, bọn mình đã tới trên đó. Rồi, clear khu, đánh như đánh thẳng vào B22 luôn. Gì vậy? Charlie như clear 21 cho Charlie. Charlie copy bọn mình đã clear rồi. Copy. Để sao quét xe, để sao quét xe, mình là B22. Mình chơi lép, mình chơi lép. Alpha ơi, you sẽ đi theo đường chính đánh vào điểm B21 cùng với Yankee. Ram down. Copy that luôn. Yankee, you còn di chuyển được không? Rồi, để đó, để đó. Từ
Đẩy tướng bên 22 luôn, đẩy tướng bên 22. Ờ, Axie đi hù ở cua ở cái tài nhà đi, má B. Axie đi hù ở tài nhà đi, má B 22 hỏi lợ, hậu. Yankee ơi, Yêu còn di chuyển không Yankee? Oh my god, Jack. Không, không, bị nhẹ, không sao, tỉnh liền á. Yankee. Để em đi cho cái happy ending lĩnh liền gì. Nó nằm. Copy that. À, ui, nằm đi bạn. Clearing, clearing, clearing. Copy that. Rồi. À, Charlie sau khi clear xong A2 thì mi cần như ra điểm A20 để hỗ trợ Bravo. Charlie copy. À, hỗ trợ Alpha. Ok, ok, ok. Shit. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Trời má mi đau đến nỗi mà mi mờ mắt luôn. User left your channel. Alpha to CO, leave the bomb be down. Copy. Play to CO. Hello, Anna, cho copy. Bomb đang gặp phải lực mạnh ở 2 phút nên chưa qua được nhé. Copy, copy. Technical. Sorry, không phải, thôi, đi còn một quả đấy. Tay. Tay game tuyệt. Tay game của quét. Mình nghe tủ thở rồi. Có, bọn mình cần view qua thẳng A20. Ừ, A20 ngay lập tức tìm Alpha. Copy, copy. Nhìn cẩn thận nha, tụi nó có thể nằm dưới đất á. Ok, clear, clear. Rồi, clear cái nhà xuống, xuống rồi, clear cái nhà luôn. Ờ, xe chở bộ binh của nó. Có địch ở trên đường tình hướng quét. Xe kìa, xe kìa. Bearing. Giờ thương quét, được thương quét. Ờ, sao quét, sao quét, có hai chiếc xe tải đang chạy xuống. Ngay trong đường chính. Quất nó. Ôi, sao quét, khó quét. Charlie ơi, có địch đang đến từ trên đường ở hướng B20. Từ hướng northwest sang hướng tây. Back back clear. Clear copy copy xe đi tiếp kìa. Thế đúng quá. Trong hướng clear đâu có thể giữ bị gì ấy. Rồi rút 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 rút. Đúng quá bị xuống nha, xuống nha rồi. Thế đủ bị thương rồi vậy. Mình nãy mình thấy nó chạy xuống cái dòng hướng mà sau west xuống có sau west nè ngay phía đối diện bên luôn nè, đủ quá đấy, em đang với bọn lên. Ờ, ai đâu đi? À, khoan. Ok, ok. Xe tụi Bravo. Tình hình bên như sao rồi? Cái tiếp bọn đang bị kìm. Grenade. Ờ, copy. Ờ, anh sao ơi? Alpha nè. Rồi Alpha và Charlie đẩy lên đường chính về hướng B21 giải vây cho Bravo. Bravo đang bị quay. Charlie copy. Lay out. Tiếp luôn, tiếp luôn một trái nữa. Lật con trái chút xíu. Lay out. Có xe đi, cho xe đang tới, xe đang tới, xe đang tới.
Ủa? Xe hướng web mà, xe hướng web mà. Bọn mình clear xong thành phố này rồi. Cơ bị đát, clear thành phố rồi thì bắt đầu actually có được từ trong Wuhan sẽ chạy ra nên là trình bày. Copy, copy. Các team chú ý, nó là tàn quân của Wuhan đang bị đánh bịt cánh trái cho nó chạy qua. Các team chú ý, địch có thể từ Wuhan đang không ba. West, West đang có rất nhiều quân qua. Các team dàn quân ở đây luôn đi, đào hào dàn quân ở đây luôn. Cho đi copy. Nhìn về hướng Ruha, nhìn về hướng Ruha, nhìn về hướng West, sao West, nó West. Chờ đủ, má bác lỗ. Bravo, cho người cứu trong với Bravo. Cái gì, vô gì Trong đâu, đi đâu. Ok. Bắt qua, lưng cuốn. Cái xe này mang tới kìa. Ủa đủ máy xe của Yankee bẻ. Dạ, xe Yankee nổ rồi. Chờ má. Ê, tìm thấy rồi, Hello, tôi hết chưa? Đi chạy trước. À, bọn mi cần supply đạn dược và medic. Đó, bị đặt. Oh shit. Các team chú ý địch ở trên đường kính rất đông nha. Bọn này giáp yếu vãi, bắn một viên chết bạ rồi. Đâu, xe supply đang đến rồi. Kêu dễ skill khoảng bao lâu nữa thì xe supply đến rồi. Hold nha. Dù đang bắn thì xe supply không dám vô. Ok. Thì các team có thể loot tạm đạn của địch, bắn tạm cho tới khi xe supply từ nha. Đừng bị loot AK rồi nha mấy đứa. Có AK đến đâu loot. HQ gọi các team nghĩ là Tua Ha đừng có để chiếm rồi, bây giờ mới vô thiết lập phòng thủ là bảo vệ cái tuyến đường này về phía hướng sau. Nhưng mà thật thật là nó bỏ thì ok chưa mới đi đúng. Sorry to bubble. Mày quá, thật là quá đi. Cắt. Theo tiêu SQ vậy, Wami có thể đi supply ở đây được không? Rồi.
À, các team chú ý supply chuẩn bị đến. Ủa Quyền ơi, supply có đến. Supply đến rồi, dạ. Chuẩn bị đến rồi đó. Nhưng mà không sao, virus được nhắm rồi. À, đâu? Bây giờ họ chuẩn bị đến ở đây đó. Các tiền chú ý có một xe sập la đang tiến từ hướng ít. Hướng ít. Nó hả? Chết đè. À nếu mà sập la đây thì cũng bị hô ở đây nữa. Thế bảo nhìn kỳ bắt online sẽ nhỉ? Kiểu chơi đánh con đối là gần đấy. Xong rồi giáp nó mọc mà. Bắn khá là cường. Má khẩu AK quá gì thế này. Địch là địch chết. Không phải như người kia là bắn địch. Ủa xe mình đâu vậy? Đây mà ba xe là xe sẵn rồi. Bò bị hư mà. Lại tới nó rồi. Hết đạn. Em chỉ hết đạn rồi. Nhìn quyền. Nhìn quyền em 10 băng với lại 20 mấy quả không đủ. Quyền. Dù mày đấy mày bắn liên tục mà, mày không mày Alpha qua mấy lần á, bắn sau lưng Alpha. Gì quyền hài lắm. Hay rồi. Á đang tính quay lại để chịu kiến của BTS đi. Không, mày có quay rồi, tí cắt ra cho. Quên câu bom mình, đi làm biệt động Sài Gòn. Cái đồ má, what the fuck. Hết này bà. Hai ông chết rồi, hai ông chuẩn bị chết rồi. Từng team supply 1 nha. Rồi supply hết luôn. Alpha ơi, vô supply nè Alpha ơi, vô supply nè Alpha ơi. Ở hướng direct hit. Sẽ tới kìa. Đã sẽ supply tới kìa. Có biết, đúng quá direct có biết sorry. Mi đang đi gặp mình trên đường á. Ok, trên đường. Ê, có sẽ supply kìa Will. Chưa tới được mình đâu. Ê, chị nào supply xong rồi kêu Robo nha. Ừ, Rian đi. Ok, ô tiên Rian đi, ô tiên Rian đi. Chắc chứng mi coi có không đủ không, có thì báo mi. Ok. Kì âm được không? Mai, dạ, mai, kêu có mai, supply mai, cho chút không đủ không? Cho đi điều mai, 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 mai. Chào mừng tiếp. Chào đủ. Chào Robby. À đây. Có gì supply cho chú không đủ không? Ờ, đi check trong hòm nó coi. Quyền ơi, cái không đủ rồi đấy. Tìm check cho mày cái chỗ hợp. Arsenal ở trong này đi. Nguyên cái Arsenal luôn Quyền ơi. Có luôn hả? Ờ, Nguyên cái Arsenal luôn. Quyền. Đặt pin xuống rồi. Ok, về Arsenal đi. Chỗ nào vậy? Thẳng, đi thẳng. Ủa, mình có Arsenal à? Ờ, có supply. Trung với KSK rồi. Nghe. Theo tôi anh kì. Nghe. Ủa, sao tụi you loot của địch à? Không đi đặt mình. What the hell? Từ. Địch có tới từ hôm đó đến đâu, Ruha bị chiếm rồi mà. Sao vậy? Tôi để bazooka đây này. Ok. Hai hả? Cất bazooka đây đủ. Các team resupply nhanh nha. Resupply chưa đấy Rep. Rồi. 5 phút nữa thì các team di chuyển ra điểm ABC theo từng team Mi để đến đó đào hào. Và nhìn về hướng Southwest. Canh cái con đường Lai á, vì có địch sẽ tới từ trên đường Lai. Test là engineer. Vậy giúp tôi là team nào supply xong rồi thì di chuyển ra đó trước đi. Avai. Tại bình thường, tự nhiên là không thấy mấy đích của Ravo. Ôn team bên...
be advised là chúng ta sẽ cố nhiều nhất có thể nha, tại vì chuẩn bị mình ngủ á. Nhưng nó có thể hết đồ rồi. Lấy gì nữa chị ạ? Thế quyền còn bao lâu nữa xuất phát? Mình không nghe URL đấy. Oh fuck, mi vừa load lại. À, bỏ sao? Mi tập quên rồi đấy. Nó đi ngồi côn 69, từ đầu game đến giờ mới đấu đầu luôn. Mà sao quá. Lên loại con đúng không? Ờ, mới tập nghe côn má đầu đầu quá. Lên điểm sẽ đi về cho em sau. Thì tập giờ mới rồi. Siêu ơi. Mới trai CEO luôn rồi mà. Xe gì nữa. Siêu ơi. Theo copy. Ờ, request sửa cái xe của Yankee được không? Xe Yankee nằm dưới đồng nè. À, copy, cảm ơn. À, theo cái skill cấp 10 bọn mi có thể sửa xe được không? Có công binh sửa xe không? À, cho xe mới luôn, miễn chị. À, ok. Tại như cho một con xe mới thì số con... Vì là ghê, còn số 9 á, cái ông cho thầy á. Ừ. Chữ nhau chụm đó. Alpha từ CEO. Alpha đang chỉ cái điểm A. Alpha số A đấy. Rồi đào hào nhìn về hướng sao hết. Yep. Gì vậy? Insufficient space. Không đi. Hết buổi nữa để record đâu. Lâu lâu. Hết hả? Buồn hả? Bây giờ, là mình có hai mươi bảy quả GL. Bravo đi trước. Theo copy. Ờ giờ Bravo đi đâu? Nhưng mà bạn đổ lên thấy điểm B không? Ok thấy rồi. Đến đào hào nhìn về hướng sau quét nha, địch sẽ tới trên đường dây từ hướng sau quét. Copy đã. Ờ nhưng mà xe của Bravo bể mẹ. Ờ Yankee chưa có xe nhá. À, copy. Ôi team hold trời, à, ôi team hold. Thế Yankee bảo là Yankee chưa có xe. Chờ xe của Yankee. Nãy Yu bảo cái xe để đâu. À Yankee ơi, Yu chạy ra cái chỗ cái xe bọn Yu bị nổ á. Ủa tưởng bảo cho xe mới. À thấy cái xe ừ, đi. Ờ đó, con xe mới ở cạnh con xe bị nổ. Ok. À 150 còn 550 rồi. Không, xe team mình đấy. Các anh tới đâu rồi, mà tôi clear xong mẹ thành phố rồi. Làm gì bạn, xe của tôi rồi. Tôi kế bên nhiệm vụ của tôi là sẽ ở đây thủ chung với mẹ. À ok, có vì bọn tôi đang ra điểm ABC để cover đường hướng sau quét nha. Rồi, bị đặt. Rồi, lên đi, lên đi. Chung ơi, mượn xe chung ơi, chơi ké chung ơi. Đi ké rồi chứ không có mượn các bạn. Sao rồi, tìm đâu hết rồi. Đây, đây. Yeah. Cầm in. Anh cầm đi. Ok, ra một thân. Nào ta cũng câm. Ê đi đâu vậy? Xuống lọt đường rồi ba. Rồi, quả trái. Sao đâm thẳng sao quét luôn. Gì sao quét ba? Sao? Sao quét ít rồi. Sao ba, sao quét. Giờ mới là sao nè. Ê đi theo đường mòn, đi theo đường mòn mẹ vậy. Thẳng luôn đi. Direct sao? Đi vô cái rừng á. Anh ta vô cho team đẩy sát. Bây giờ mới đẩy cái quả tiết. Tụi này giống đồ bộ đội của mình quá. Đi luôn ấy sao đào, đào đó. Ủa? Ờ cái vị trí này lên, lên chỗ cao lên. Ừ chỗ này cao hơn chứ cái tội nhìn bắn dễ hơn không là lên xuống dưới kia. Á là y chang cái bộ bị cỏ nhà luôn. Y chang luôn. Ê má kêu mấy anh kia cho mượn xe coi. Sao danh kia đấy? Ê đột cạch xe sang bên trong được. Lên trên. Lên xe tăng ấy, đủ quá đầu đường chạy xe tăng ấy, có trông được không? Chờ đủ. Hình như được. Chạy xe tăng à? Rồi xuống đi, ra bôi. Xuống rồi, đi bê nè. Xuống rồi, đi bê. Đi bê, 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 đ
tình hình kéo chung rồi đâu. Có đủ. Đừng có gì. Rách chắc vậy. Đi qua bên phải đi kìa, kiếm cái đồi leo lên. Not east sau đây là gì? Đây cho biết được anh như thế không? Cho xe ra đây xong rồi pull down thì cho. Rồi, tất cả lôi hàn lôi sẵn cái nè. Mì mình không có sẵn đâu nha. Nó không có sẵn đâu nha. Thế kia hả? Vô đào đi. Đi. Trời má. Lên một tí lên một tí cũng được. Tí lên tí qua bắn thấy nhẹ luôn. Nhẹ lên nhẹ lên. Rồi. Các team chú ý thấy địch thì free to fire nha. À, chỗ này ngồi bắn đã lắm nha. Lại chỗ không đâu. Trời đủ 38 giây. Đâu thế? OTB by me sẽ bắn một trái phóng lụ để mà test khoảng cách nha. Gunshot. À, có chiếc thăng của địch. 150 gọi 550 các anh gọi đâu, trên mẹ hết rồi. Trời đất. Đội 50 bị tiêu diệt rồi. Ra đi. Tiêu diệt. Mình lui. Không lui được, giữ ở đây. Tiêu diệt HQ. Ra đi. Để chặt lên 200 bắn quá. Lên 200, 300, tại vì qua bắn qua cái rặng cây một chút xíu là 300 rưỡi á. Để xe kêu mới bị kết up. Ok. Có một máy bay helicopter của địch vừa tiêu diệt toàn bộ sư đoàn 550 rồi. Bọn mình là mới. Tớ đã cố gắng giữ phòng thủ. Shit, copy. Ủa sao đảo như này? Đảo ngược rồi, ghép ơi. Không, mày cố tình đấy. Lỡ có pháo nấp vô. Copy, các xe có bắn được con chưa thăng không? Thôi đem vào vai bỏ đi, có bắn được không? Không, cái này là vô giao làm này là nó xong. Chắc cú luôn. Trời má bắt cái đứa gì vậy? Rồi xong. Ở đây. Kéo gì bắn rồi? Holy fuck. Holy shit. Một tay gì? Đáo con địch em mọi người nằm xuống. Trời đủ mấy giùm bây giờ tính xong luôn. Trực thăng địch quay lại kìa bắn nó. Mi đào đấy. Mi quen cái này rồi. Mi thôi heli đó có friend của mình hay của địch vậy? Cái gì cơ? Heli. Thằng là của mình hay của địch vậy? Của địch. Thấy mọi người ra bắn không? Dù đấy mọi người đang bắn đâu. Quá sao tết à? Vì tự du nằm luôn rồi chứ. Tết đang nằm chống pháo. Để mình đào thêm cái háo cá nhân. Các ca như sao rồi? Trực thăng quay lại như sao cả? Direct East. I'm gonna move away from the rest of the guys. Các team hold fire đừng bắn nữa nha. Các team hold fire đừng bắn nữa. Anh tè nhiều vậy. Mỹ bảo hold fire đừng bắn nữa mà. Cái thằng bay sau lưng tới à? Đội phương. Gì ba thằng nào có bắn đây? Thằng nào vừa nó có bắn đây? Ai bắn? Muốn bắn không? Tiếng nó đến trung tường mà.
để mình bắn thử coi làm gì đi coi bây giờ. Shit, oh shit, oh shit, oh shit. Holy shit, ô ta. Đủ mẹ, cái tụi nó láo rồi. Mom. Đủ mẹ, cái này phải mô ta không vậy? Đủ má, nó cứ tát mười cái hào mày luôn á. Không phải Heli bắn đâu. Không phải Heli bắn đâu, cái này là các chú xa bắn ra. Đúng rồi, cái đấy. Có vẻ như là má tìm con tí ăn ở chưa đủ má nói xấu mình không ăn ở chưa. Đủ má. Ê, con bắn. Ê, con bắn không kìa, nó đứng không bắn. Trực thăng xả quân đó, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn con trực thăng xả quân đi. Chắc lại là pha mắt cắt. Chờ đủ. Copy. Bravo, you cử medic của you qua hỗ trợ anh ta. Con. Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Bắn đi, trực thăng kìa, bắn trực thăng kìa, anh chơi hai nó không có đâu. Đấy, bắn vào cái đuôi. Bắn phát, clear. Bắn vào cái cánh quạt ấy. Bắn vào cái cánh quạt của nó ấy. Này. Phát lên. Nó chỗ. Nó đó rồi, nó đó rồi, nó đó rồi. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, click click. Nó đó luôn rồi, nó đó rồi, nó đó luôn. Ờ theo gọi SQ. Ờ có quân rồi sao? Thấy. Ờ tấn công. Bọn mình tấn công bởi quân của thị sát, over. Cho vì đã. Quá. Rồi xong hết. Các team bắn đi, các team bắn đi. Xì sát mình. Quyền là B1 bị phát trúng nha. Xe quá. Các team chú ý có xe đạo bây giờ đi hết xa 2 chiếc. BMP, BMP. Ờ, ai đào thì kéo nó về xuống dưới phía sau ấy. Ai coi đi thì bắn nó đi. Ủa ai mới đào nó vậy? Rém đào, rém đào, rém đào. Mất máu nhiều không? Tôi gọi HQ, bọn mi có pháo hỗ trợ không? À, iPhone. Bọn mi cần pháo vào tọa độ 049036 5P7. Không 049036 5P7. 20 giây. Copy. Được không? Má nó bắn nhiều quá. Em nghĩ là lùi nữa đi mắc à. Ok ok. Trời, cái xe của tôi. Trời má, nó bắn à. Ơ, shit. Ra complete. Good effect. Ngủ. Bắn gì gãy tay mẹ rồi. Bắn mấy thằng tàn quân đi kìa. Mi chỉ máu thì chung rồi tôi ăn đi. Chỉ máu rồi. Ủa đạn nổ nát rồi. Đi boy, đi cho vô cái happy ending đây. Có nhiều bộ binh ở trong địa rừng hướng sau hết. Cái team Alpha Bravo Charlie ổn không? Charlie hay rồi đó.
Alpha lead Alpha đâu? Bravo. Alpha Tuzio, Alpha Masca. Chào lên chỉ còn 2 người thôi, send a medic. Biết. Mà nó ổn tất cả. Mình đang hiểu tình mà sao không có điểm gì. Đang không biết chính, để biết cho. Tiêu tuyết kêu xe bọn mình cần gọi pháo cô đào chưa bằng cái đầu đi đi chỉ các team hồn đi bằng bó các thứ đi thank you alpha lead up không rút đồ á mình thế hệ rút đồ đấy rút đồ rồi đấy sao quét làm bắn mọi người bắn kẻ đi chơi lấy mắt cá rồi quay lại chơi lấy mắt cá rồi mày rồi. Nói. Mày chạy qua trả lời nhé, rồi. Go. Má thấy ăn nguyên quả BMP vào mặt không? Đủ. Trời đủ. Lùi cái xe này xuống này bọn nó bắn qua cái xe này nè. Có thằng AT nào đó bắn á. Ủa Tết đâu nè. Trời đâu. Tết đâu nãy giờ. Ôi trời ơi, Tết hồi nãy giờ không ai bị ấy hết. Mắc ơi. Có vẻ quân địch không tấn công nữa rồi. Phải tổ à bao rồi. Nãy giờ không ai để ý luôn. Ê, nó không tấn công là nó vô pháo ấy. Mày nghi lắm. Từ từ Tết ơi, đừng đi sớm Tết ơi. Dù tôi mì cái rồi cái tay của chân thì. Ê chân mày chịu nổi không? Trực thăng tới. Nó mà nó ngoài lắm. Holy shit. Trực thăng hay không? Mày kì chạy lại ông Tết đừng chết. Bắn vào cái cánh quạt. Ông chết khi nào ấy. Tết chắc phải là bị cái xe. Hai mày cũng bị giết cái xe nữa. Hoặc là bắn thằng driver ấy. Rồi vô bằng tay cho mày bị bắn mình kìa. Ok, mình đang bắt cái chân. Cắt ca, sửa xe được. Mày đang nữa đây, sếp. Ok. Video có mấy thằng bộ binh nên sử dụng rừng chèn anh nha. Bắn hết. Ngồi nghe cái con 69 ra hài quá rồi. Đó. Kêu cooldown, Mota cooldown bao lâu loạn con đấy. Tạm thời đang vì đang luyện mà mới. Chuyện gì, ấy là lúc bình thường lên thôi, lúc anh cũng lên. Loạn á. Bình thường là khi nào quá. Bắn nó đi anh. Được. Chuyện chính tầng số con được mà đúng không? Được. Ok. Cái là mi nói. Những cái turret chứ biết. Rồi bắn Okay.
Ờ, xe bi ra trên đường chính, IOAT bắn. Trời đủ, what the fuck? Ai bắn rồi em? Cái đấy gì đây? Đấy như bắn nó bánh, bánh xe con APC. Bắn nổ cái bánh xe con APC ấy. Bắn nổ bánh xe của nó. Ủa? Má cái gì mới nổ vậy? Mắc đa, mắc đa, mắc đa. Quả chị em nó bắn vô đi vậy? Mày ấp. Mắc đa. Ủa còn ai không? Đâu anh ấp rồi sao? Băng bóng, băng bóng rồi. Charlie tu bóng. Tao cho một PC Medic qua đây được không? Má phá qua, có cứu người bên này không? Không, không thì cứu ấy đi. Không có anh Charlie, không đi. Thì có cứu người bên mình không? Không, không thì qua Charlie. Yeah, copy, đi qua Charlie đây. Chúng tôi đều lo lắng. Đi đến giờ tôi có bị. Tình hình là bên Ruhan cũng bị chiếc đánh nên là đi đà bay. Hết pháo được không? Hả? Vô pháo được không? Duy nhất là lót pháo. Pháo đang lấy đạn 2 phút nữa. Đuổi mẹ với thằng pháo đi. Hết kêu rồi, kêu rồi, kêu rồi, kêu rồi. Tình hình là bên Ruhan cũng bị đánh. Bên Ruha đang bị đánh á? Ừ, đang bị trinh sát đánh, là bây giờ vậy. Copy. Ê, khả năng của các ông ấy. Anh sao rồi, anh sao rồi. Cái gì, cái gì, cái gì? Ờ, Diêu để ý hướng North West nha, Ruha đang bị đánh. Đó, kêu gọi SQ vậy bọn mình rút không? Holy shit, anh sao Diêu để ý cánh phải nha, cánh phải từ hướng Ruha có thể bọn nó sẽ flank qua. Chắc được. Các ca sửa được cái track không? Baby ơi, cho team đào hà nhìn về hướng North West, nhìn về hướng Ruha đi. Cho nên copy baby đang mắc cá một chút. Không, mình gọi anh Pham, gọi Charlie. Thôi, nhầm. Anh Pham đang làm, anh Pham đang làm. Copy 2 đi, thôi Pham còn trực thắng nó kìa bắn nó đi. Hai con trực thăng ở hướng... Mình hack bà đã đạn rồi. Đủ heli.
Còn đạn không bác? Còn đạn không? Bình thường mà, vô bình thường. Ê là còn, còn, như còn đạn không? Như còn đạn không? Hả? À, đây mi còn, đây mi cho. Yêu lại gì rồi đấy? Ấy Alpha, Alpha, trên, trên tao này. Thầy kêu ờ, quyền là mi còn. Trên tao đấy, trên tao này. Mi hết đạn. Mi còn 5 túi máu nữa là mi hết đạn, hết, hết máu á nha. Ờ, chạy vòng vòng kiếm mấy cái xe coi, mấy xe của bên ơi, chạy qua bên Charlie, lấy xe của Charlie hay vừa còn rồi đó. Copy. Trời má, rồi xong rồi. Rồi đủ má mới quay qua đấy mẹ. Trời đủ, what the fuck. Xe rồi vô ổn. Em đi đâu rồi, em đi còn không, em đi còn không. Hết kia đi rồi. Quyền cái lô nào nó bị bù rồi, bị mất cái túi kit rồi. SU ở tiêu rồi. Dead. 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 Có ai đi SU ở tiêu rồi? Vì bọn mình không, bọn mình không có ai đi cả. Nó ra vô đi trước. Nó đi xe đổi, xe. Ra vô đi trước. Ờ, tiếp giáp của bên Mi nổ hết rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Now we're gonna go hit the, hit my spot right now. Now we're gonna kill. Mi, Mi, kill cái chân nhau, kill cái tay nhau. Kill, please send my spot at... Thế đủ má cùng BTA. Không 47 035 587 047 035 587 có bị đạn. Shoot from 587 sang 600 có bị đạn. Quyền ơi, mày chạy qua anh ba nữa nha. Go 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 go. Quyền ơi, CEO down rồi. Trời đất. Trời má ơi, bị tao đi kết cái tay với chân này. Copy that. Mi đang tay. Damn you good. À, mi đang, mi đang giúp mắt. Stabilize bay trước, stabilize bay thằng CEO trước. On team biệt ra là CEO đau nha. À, mi lo cái mình nha. Để em tourniquet lại, em tourniquet cái tay dần. Cứ băng đi, khỏi tourniquet cũng được. Cái trời dạ không à. Ok dạ không băng nhanh mà. Cứ băng đi, khỏi tourniquet à. Ở đây thêm băng hai cái chân. Cứ băng đi tourniquet cả. Ơ, chỗ mi chích máu mà sao lại không yếu. Ok. Chiều đau rồi. Copy that. Chiều chiều đây đây. Đầu đặc biệt nha. Em có thêm con bằng thép này. Thì đang băng hai cái chân. Cái nằm xuống trời em đi. Bắt qua đá, bắt em đi, bắt qua đá. Cái xa xa đi ngồi đây ăn lờ đó. Không, không có. Ok, AT còn không? Bên mình hết, hết AT đúng không? Hay hay đấy, hết rồi. Đây là Phạm, nhập cậu này, đây á. Charlie hết rồi, Charlie ra đi, see you. Mấy you đi, trời gì. Nổ phát là chết đi. Nếu mấy dù còn mạnh, mấy dù còn đạn không? Đà đà ha, ok ok, chỗ chỗ mày này, chỗ mày lại. Mặt trong đi, chỗ mấy lần. Nó sạch lại nè. Charlie to HQ. Xem. Du, Du ở đây kéo Johnny ra khỏi xe được không? Ờ, xem rồi. Nóng thiêu mấy chiếc máu, mấy này chiếc máu. Chiếc hai bật rồi. Cú CO đây nè. Đây đâu đâu đâu. Có mặt quyết rồi đó.
nghe rồi. Rồi, đang cứu, đang truyền báo, từ. Mi truyền còn, nãy mi đang truyền còn à. Mi truyền rồi đó, còn 200 à, à được rồi. CPR. Ở mi chạy qua mi xin máu, mi đâu có chạy qua mi cua cần phụ đâu. Mà hết rầy quá anh Don. Trời má. CO là CO. Rồi, có mặt rồi, có team rồi. Gái nữa. Chết cho mũi. Còn có máu không? Chết cho mũi Efin. Cho em xin mấy bật đi, em hết rồi. Trời má, à không phải. Bà đang còn nhiều không? Đang còn nhiều không? What the fuck? Ok. Cho đi tôi hết siêu, chú kéo con đi đi đâu rồi. Ok, lấy đi em. Mình nhiều heal cho nhiều em. Chọn đang ở trong CO nè. Copy. Ờ, tìm cái team 1 không? Charlie Wood, bất xe thôi. We good. Bravo, Theo gọi hết. Ồ, cảm ơn Theo, bravo. Chạy đi tính tôi máu mà chạy qua. Tình hình bọn mi thủ đây đến bao giờ? Tình hình là như tụi nó rút ở bên Thu Hà, tụi nó cũng rút vậy. Yeah. Ủa, khách đạn luôn. Victory brother. Ê gọi cho gọi một quả pháo vô mấy cái mấy chiếc thang coi cho nó đẹp coi. Rồi thấy quyền đâu không? Ok luôn. Hiểu không? Thấy quyền đâu không? Quyền nè, quyền nè, quyền nè. Hỏi thử sắc ra đi. Sắc ra làm gì? Nghe kìa. Chú. Ok. Có thằng còn sống rồi. À. 240m bắn thật đấy. Oh shit. Oh shit. Chết luôn. Đập xuống. Ok. Dùng đao rồi, dùng đao rồi. Theo SQ 5 bọn mình vẫn bị các chi xa bắn. Không biết cần người qua phụ bắn với chung hết, chung rõ ràng người rồi. User disconnected from your channel. User left your channel. User disconnected from your channel. User joined your channel. User disconnected. And start your music in word air follow.